Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 681, Tiếu Ca ngã xuống một. Vào thời điểm ma đạo và liên minh quỷ yêu ở cổ địa núi Hạ Lan đánh đến không thể tách rời, phía bên nhân đạo đồng thời cũng xảy ra chuyện lớn. Cả tam giới đều biết rằng tận chiến trên cổ địa núi Hạ Lan sẽ vén bước màn cho cuộc chiến phong thần. Trước đó, mọi vấn đề đều phải được xử lý xong, sau đó mới toàn lực chuẩn bị cho trận chiến. Nói một cách tương đối, thì âm ti không có vấn đề gì, bởi vì cửu u nữ đế đã tỏ thái độ rõ ràng rằng sẽ không can thiệp vào chuyện âm ti nữa, mà nhân đạo thì cũng ít vấn đề, bởi vì thọ nguyên của đạo đức thiên tôn vẫn chưa có dấu hiệu cạn kiệt, ông ta còn có thể sống rất lâu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn nào khác. Tiên đạo đang có vấn đề lớn nhất, thọ nguyên của Ngọc Hoàng Đại Đế đã đến hồi kết, mà chuyện này đã lan rộng trong khắp tam giới. Người đầu tiên truyền đi tin tức này là đạo đức thiên tôn, mà những lời đạo đức thiên tôn nói thì không ai không tin. Côn lôn, thần điện chiến thần cửu thiên huyền nữ, mộ dung nguyên duệ đã tiếp nhận kiếm tử dĩnh từ cửu thiên đáng ma tổ sư, trong khi nhận thanh kiếm mộ dung nguyên duệ cũng biết bí mật thực sự của tử dĩnh kiếm biết thanh kiếm này đại diện cho điều gì trong thời gian thiên đạo ngủ say chúng thần thượng cổ thiên giới đã trải qua một thời kỳ huy hoàng vạn vật thịnh cực ắt suy trong thời kỳ đỉnh cao vinh quang của chư thần thượng cổ thì một trận chiến thảm khốc giữa các cổ thần đã nổ ra nguyên nhân của cuộc chiến cho đến nay vẫn chưa được xác minh chỉ biết rằng cuộc chiến sau khi bùng phát đã nhanh chóng quét khắp thiên giới các vị thần đã tự mình chiến đấu, rồi cuối cùng dần dần hình thành hai phe. Trận chiến kéo dài vô tận, rồi dần dần hầu như tất cả các vị cổ thần đều nhận ra rằng đây là một cuộc chiến sai lầm, không chỉ kéo dài, tàn khốc mà lại còn vô nghĩa. Không có ai là kẻ chiến thắng cả, ngoại trừ Thiên Đạo. Tuy nhiên, ngay cả khi nhận thức được sự sai lầm này, muốn trong chốc lát dập tắt ngọn lửa chiến tranh là điều không thể. Trong tình huống này, Tử Dĩnh Kiếm Thần và Thanh Sách Kiếm Tiên đã đứng lên. Nào sử dụng thanh kiếm của chúng ta để kết thúc cuộc chiến này tử dĩnh kiếm thần nói được thanh sách kiếm tiên đáp hai đại cổ thần bắt đầu đối đầu với nhau chiến đấu từ trên trời xuống đến mặt đất rồi đánh trả từ dưới đất đến thiên đình cuối cùng thần niệm cạn kiệt tử dĩnh kiếm thần và thanh sách kiếm tiên đồng thời ngã xuống tại thục sơn cổ địa kiếm tử dĩnh và kiếm thanh sách cũng bị thất lạc trong thục sơn cổ địa ngay sau sự mất đi của tử dĩnh kiếm thần và thanh sách kiếm tiên thiên đạo đã thức dậy sau một giấc ngủ say hoàn thành việc thanh tẩy các vị cổ thần của thiên đình một cách dễ dàng, thiết lập lại một hệ thống các vị thần mới. Rồi những năm tháng đằng đẵng kể từ lúc đó, chúng thần thượng cổ dần già bị thay thế bởi các vị thần mới được thiên đạo phong, phát triển thành thiên đình của ngày nay về phần những cổ thần kia, người chết thì đã chết, người mất thì cũng đã mất, cuối cùng chỉ còn sót lại những anh linh tử chiến trong hoàng hôn chư thần, còn giữ được vài phần linh thức, cứ cách một khoảng thời gian lại tạo một kiếp nạn, để nhắc nhở mọi người ghi nhớ về sự tồn tại của họ. Bản thân thanh kiếm tử dĩnh và thanh kiếm thanh sách là những thần khí độc nhất vô nhị sức mạnh vượt xa so với các thần binh đang hiện hữu, ngoại trừ thanh kiếm gãy mà thiên đạo để lại trong quy khư và thanh kiếm lục đạo luân hồi trong tay cửu u nữ đế. Ý nghĩa của thanh anh hùng kiếm là có thể từ thanh kiếm gãy này mà mò mẫm được tam kiếm đạo thái cổ, còn ý nghĩa của kiếm lục đạo luân hồi là có thể giám sát luân hồi của chúng sinh trong lục giới. Ý nghĩa của kiếm tử dĩnh và kiếm thanh sách là, chỉ với hai thanh kiếm này, có thể hiệu lệnh cho toàn bộ anh linh cổ thần trong hoàng hôn chư thần, một thanh kiếm đáng giá hơn hàng ngàn đạo binh, nếu cờ chiêu hồn là một phần của binh phù tiên đạo, cộng thêm cả tử dĩnh kiếm nữa, thì mộ dung nguyên duệ gần như khống chế hết thảy binh lính tiên đạo. Vì vậy, sau khi lấy được tử dĩnh kiếm, mộ dung nguyên duệ có quyền chỉ huy tối cao trong doanh trại tiên đạo. Bệ hạ còn được bao lâu nữa? Mộ dung nguyên duệ sờ soạn thân kiếm tử dĩnh, vẻ mặt nghiêm túc mà bi thương. Có lẽ sẽ không nhìn thấy được kết quả của trận chiến cổ địa núi Hạ Lan. Cửu thiên đáng ma tổ sư nói, không, Ngọc Hoàng Bệ Hạ nhất định có thể thấy được, bởi vì đại chiến này sớm sẽ định thắng bại thôi. Mộ Dung Nguyên Duệ kiên định nói, cổ địa núi Hạ Lan, trận chiến đã kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này, chiến tướng thiên tôn của ma đạo đã thể hiện sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ vô song, đệ tử ma đạo cũng đã chứng minh cho tam giới thấy như thế nào gọi là dũng cảm không sợ chết. Liên minh ngàn vạn đại quân quỷ yêu tổn thất 400 vạn người, mà 300 vạn quân ma đạo chỉ tổn thất chưa tới 100 vạn. Máu nhuộm đỏ toàn bộ đồng bằng bạch xuyên, Khí đen thoát ra sau khi thần hồn bị tiêu diệt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Chương 682, Tiếu ca ngã xuống hai. Tuy nhiên, kết quả của trận chiến này vẫn chưa phân định thắng bại, mặc dù quỷ yêu bị tổn thất nặng nề, nhưng thần niệm và sức mạnh thể chất của chiến tướng Thiên Tôn của Ma đạo cũng đang nhanh chóng mất đi. Thời gian 3 ngày là rất ngắn, nhưng đối với hai bên giao chiến ở cổ địa núi Hạ Lan mà nói, đã là quá dài. Bởi do cuộc chiến này ngay từ lúc bắt đầu đã tàn khốc tàn khốc đến mức ngay cả đạo tâm của thiên tôn cũng không thoát khỏi ảnh hưởng từ cục diện chiến trận. Ngạo hàn từ bắt đầu đến giờ vẫn chưa ra tay, mặc dù bên quỷ yêu đã liên tiếp mất đi bảy vị thiên tôn. Hắn vẫn đang nhẫn nhịn, chờ cơ hội đảo ngược toàn bộ chiến cục, một bước chuyển mình to lớn. Mà bây giờ, bước ngoặt này đã xảy ra. Khổng tuyên, thất thải minh vương của ma đạo, đã rơi vào thiên tôn sát cục mà hắn ta giang ra, cùng với tiếu ca thiên tôn đang trong một cuộc chiến cam gâu. Sáu vong hồn đại yêu với lực chiến Thiên Tôn, bộc phát toàn bộ thần thông, tiếng gầm rung chuyển bầu trời, mỗi khi chúng va chạm hay chiến đấu, đều tạo ra sức mạnh hủy diệt phá hủy hư không. Mặt đất dưới chân hắn từng tấc từng tấc nứt ra, năng lượng bức xạ tác động đến vùng xung quanh thành một vùng chết chóc, không ai dám lơ là tiếp cận vào Thiên Tôn sát cục. Một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng của Ngạo Hàn, đây là cơ hội mà hắn đã chờ đợi. Tại thời điểm này, chúng chiến tướng Thiên Tôn của Ma Đạo vẫn đang chiến đấu hết mình. Vì lòng thương hại lòng chắc ẩn của bọn họ vẫn luôn không quên chăm sóc những đệ tử ma đạo phía sau trong khi đang dũng cảm giết địch, vậy nên thần niệm của họ bị tiêu hao dữ dội hơn nhiều so với các tướng lĩnh thiên tôn bên liên minh quỷ yêu. Cũng chính vì điều này mà họ thường sẽ không dễ dàng rời khỏi phạm vi chiến đấu, bởi vì họ không phải đang chiến đấu một mình. Cho dù bọn họ nhìn thấy thất thải minh vương khổng tuyên đã tiến vào sát cục, trong thời gian ngắn bọn họ cũng không có cách nào đến nơi trợ giúp. Tướng phá quân không thể động, đạo tổ đối mặt với bao nhiêu sự sát phạt, hai đại sát thần đã vào trận vạn quỷ tề khốc âm sát, trong thời gian ngắn cũng không thể thoát thân được. Ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú đang một mình chiến đấu chống lại trận xung sát 18 tầng địa ngục, không thể chăm lo chiến cục một cách hoàn hảo, nếu có chút không cẩn thận thì chắc chắn sẽ mất mạng ngay. Huyễn ảnh thiên tôn kiêm hà đang dẫn dắt đại quân nhân tộc của ma đạo tiến lên đều đặn và mở rộng ưu thế, thống soái lưu phong xương của yêu tộc cũng đang làm điều tương tự. Chỉ có tứ đại hồn thú biển Bắc Minh là phóng khoáng tự tại, đáng tiếc là linh thức thấp kém chỉ biết chém giết cũng chính vì điều này nên chúng nó là những lực chiến thiên tôn của ma đạo đầu tiên ngã xuống tứ đại hồn thú bây giờ chỉ còn lại hai khai minh thú mắt xanh cánh đen và cốt xa xương trắng sắc nhọn mà xét theo tình hình chiến đấu hiện tại sự chết đi của chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian chiến cuộc tàn khốc sẽ bế tắc trong một thời gian dài ngay cả khi khổng tuyên thất thải minh vương đã bước vào thiên tôn sát cục cũng sẽ mất nhiều thời gian để giết ông ấy Ngạo Hàn cầm cờ chiêu yêu trong tay, nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, hắn vẫn muốn đợi thêm một lúc. Tại thời điểm này, một sự thay đổi đã xảy ra trong thiên tôn sát cục khiến hắn ta hài lòng. Vì để bảo vệ người mình yêu, Tiếu Ca Thiên Tôn đã dùng bổn tôn để hứng chịu làn xung kích sóng âm đến từ huyết dực hắc bức. Vốn dĩ bà ấy còn sót lại không bao nhiêu thần niệm, lần này trọng thương, thức thần nhất thời chấn động, ngũ quan lục giác hỗn loạn, thân thể mất khống chế. Trong trận chiến Thiên Tôn, mọi điểm yếu đều là điểm báo về cái chết ngay lập tức ba trong số sáu vong hồn đại yêu cấp độ thiên tôn đã thay đổi mục tiêu tấn công của chúng tất cả chúng đều hướng về tiếu ca thiên tôn thức thần tiếu ca thiên tôn còn chưa kịp tỉnh lại còn chưa kịp thi triển thân pháp ví hồng nhan đã bị tập kích bởi ba sát chiêu lên thân thể hồng y kiều diễm người ở trên không trung điên cuồng phun ra một ngụm máu sau đó xương cốt toàn thân vỡ tung thất khiếu chảy máu đạo thể của thiên tôn trong nháy mắt tan vỡ dưới vết thương nghiêm trọng thức thần của bà ấy đã bị phá vỡ từng ly từng tí trước khi kịp trốn vào huyền quan. Một tiếng nổ, huyền quan vỡ vụn, huyền quan của thiên tôn giống với tiểu thế giới, nhưng thế giới này cũng không hoàn toàn được bảo tồn, theo thức thần thiếu ca thiên tôn, hết thảy đều bị tan biến vô hình. Huyền quan của mỗi người đều khác nhau, thiếu ca thiên tôn cả đời xem rượu như mạc, huyền quan của bà cũng tràn ngập hương rượu. Hương rượu tràn ngập, phảng phất khắp chiến trường, tôi đang cố gắng giết địch, trước mắt đã đỏ ngầu màu, màu máu chờ tôi ngửi thấy mùi rượu thơm quen thuộc, loại rượu này là túy thiên lâm, còn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra, tôi đã cảm nhận được cờ chiêu hồn trong huyền quan tự lay động mà không có gió, cất lên một giọng nói vô cùng nặng nề, ma đạo, tiếu ca thiên tôn đã ngã xuống. chương 683, Thất Thải Thần Quang một Cái chết của tiếu ca thiên tôn đã châm ngòi cho sự tức giận của 200 vạn đại quân ma đạo. Trong số đó, đau đớn nhất đương nhiên là người đàn ông đã ở bên cạnh bà ấy trong 3.000 năm, Khổng tuyên, thất thải khổng tước minh vương. Khi tiếu ca ngã xuống, không gian bay đầy mảnh vụn màu đỏ, từng giọt máu trải đầy không chung như mưa rồi lại biến thành màn sương khói đỏ thấm. Sau đó, màn sương đỏ kia chỉ còn lại huyết sắc, rồi huyết sắc lại bị gió thổi tan biến. Chỉ còn lại hương rượu nồng đậm nơi chóp mũi. Khổng tuyên đã quen với mùi rượu trên cơ thể người yêu mình, mặc dù bản thân ông ấy chưa từng nhấp một ngụm. So với những thiên tôn khác của ma đạo, khổng tuyên vẫn may mắn không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự cô đơn trong 3.000 năm, nhưng Khổng Tuyên luôn có Tiếu Ca Thiên Tôn đồng hành cùng. Dù cho cả hai dành phần lớn thời gian để tu hành và ngộ đạo, nhưng việc biết được sự tồn tại của đối phương đã là một điều khiến người ta rất yên tâm. Trên đời này không có nhiều thứ khiến con người ta thực sự cảm thấy hạnh phúc, tình yêu là một trong số đó. Trên thực tế, Khổng Tuyên không phải là một bạn đời giỏi giang. Ông ấy rất lý trí, đến nỗi một giọt rượu cũng không uống ông ấy rất kiêu ngạo, đến nỗi chưa từng mở miệng nói yêu. Trong ba ngàn năm dài đằng đẵng, Khổng Tuyên không hề thể hiện bất kỳ hành động yêu thương nào, chỉ có sự đồng hành thầm lặng. Trước khi tiến vào cổ địa núi Hạ Lan, Tiếu Ca Thiên Tôn sau khi say mềm đã hỏi ông ấy một câu, nếu ông ấy còn không nói yêu, thì sợ rằng cả đời này của bà sẽ không nghe được nữa. Khổng Tuyên không trả lời và không cần phải trả lời, bởi vì sau khi hỏi câu này, Tiểu Ca Thiên Tôn đã ngủ thiếp đi trong lòng ông. Ai ngờ, một lời nói lại trở thành lời tiên tri tiếu ca thiên tôn cho đến khi mất đi cũng không nghe được lời bộc bạch từ khổng tuyên có người luôn phải đợi đến khi mất đi mới biết mình nợ cô ấy bao nhiêu sự dịu dàng những lời trước đây không ngỏ rồi sau này sẽ có một ngày không còn cơ hội để nói nữa bởi vì người muốn nghe những lời đó không phải lúc nào cũng có mặt bao nhiêu yêu hận giây phút sinh tử một khổng tuyên tức giận đến mất hết lý trí sáu vị thiên tôn nhân cơ hội điên cuồng phát động tập kích trí mạng đến ông ấy không có tiếu ca thiên tôn yểm hộ, khổng tuyên chỗ nào cũng có sơ hở. Tuy nhiên, ông ấy lúc này đã không còn quan tâm nữa. Lực chiến của khổng tuyên đang ở đỉnh cao thiên tôn, chỉ còn cách đạo tổ một lần danh mỏng. Công kích mà ông ấy không mang sinh tử phát động ra, không ai có thể đỡ được. Sáu đại yêu cấp bậc thiên tôn cũng không cản được một khổng tuyên điên cuồng, trong nháy mắt đã bị ông ấy hạ gục một con. Thần nhiệm của khổng tuyên tiêu hao nhanh chóng, máu huyết như được đốt cháy vậy, sôi trào trong cơ thể ông ấy đốt cháy sinh cơ, đốt cháy thần hồn, cho đến khi tự đốt mình thành cho bụi. Thêm một đại yêu cấp thiên tôn chết trong tay của khổng tuyên đang bốc cháy, vào lúc này, băng long ngạo hàn cuối cùng đã động đậy, Trực tiếp biến thành một băng xương cự long thân dài ngàn trượng, toàn thân là xương trắng, sau lưng mọc ra hai cánh, toàn thân bao phủ bởi một hàn khí băng xương tử vong. Băng xương cự long hiện thân, phát ra một tiếng gầm cao vút lên trời. Như thể mùa đông đang đến gần, bông tuyết bay đầy khắp bầu trời băng xương cự long đã biến mất khỏi nhân gian trong một thời gian dài lâu đến mức mọi người đều nghi ngờ liệu loại sinh vật âm hàn cực kỳ loại chứa đựng uy mãnh loài rồng này có thực sự tồn tại hay không đây là một sinh vật tồn tại cùng thời kỳ với đại xà tộc tương liếu phụ trách băng xương và cái chết ai cũng không ngờ tới có một ngày ngạo hàn sẽ biến thành một băng xương cự long nếu như sớm biết thì lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong băng phong hạp cốc hàn hoang hẳn là phải ra tay giết chết hắn sự mất mát của tiếu ca thiên tôn người đầu tiên đau buồn là tôi, nhưng tôi không còn sức lực để đau buồn, bởi vì điều quan trọng nhất bây giờ là giúp thất thải minh vương khổng tuyên thoát khỏi vây khốn. Sáu kiếm khí cự lông không tàn sát đại quân quỷ yêu, mà quay lại và bay về phía thất thải minh vương, khổng tuyên. Thùy Hòa cũng nhận ra nguy cơ của khổng tuyên, cô ấy di chuyển, đi về phía khổng tuyên. Thùy Hòa là linh hồn của quân đội ma đạo, khi cô ấy di chuyển. 200 vạn đại quân của ma đạo cũng cùng cô ấy di chuyển đến vị trí của thất thải minh vương khổng tuyên. Kiêm Hà lôi theo kiếm trận tam tài tứ tượng nhanh chóng di chuyển, sau khi Lưu Phong Sương giao lại binh quyền cho Liễu Tri Nhung, bổn tôn đã tăng nhanh tốc độ chém giết, di chuyển về phía thất thải minh vương khổng tuyên. Hai đại sát thần cũng cảm nhận được khí tức mất đi của tiếu ca thiên tôn, họ cũng nghe thấy tiếng gầm giận giữ cùng buồn bã của khổng tước minh vương. Nhưng họ đã bị sát quân thứ bảy chèn ép, chỉ có giết chóc và điên cuồng giết chóc mới có thể thoát khỏi thế khó này. chương 684, Thất Thải Thần Quang 2 tình thế của Bắc Minh Tú cũng giống với hai vị sát thần, cũng bị kẹt sâu trong trận xung sát 18 tầng địa ngục, điểm khác biệt là Bắc Minh Tú đã tìm thấy điểm đột phá, sắp thoát ra khỏi vòng vây. Ngạo Phong không còn bảo vệ tôi nữa, dựa vào cơ thể rồng to lớn của Tổ Long mà quét sạch tất cả cường địch chắn trước mặt tôi. A Lê bắn liên hoàn tiến, những mũi tên như mưa, không ngừng giúp thất thải Minh Vương Khổng Tuyên loại bỏ tất cả sát cơ đến từ liên minh quỷ yêu. Trong khi ma đạo di chuyển, Chiến lực đỉnh cao của quỷ yêu theo sau lưng Ngạo Hàn cũng đồng thời di chuyển về phía vị trí của Khổng Tuyên. Cửu thiên phong chủ, phong thật bát đã tăng cường cho ma đạo thuật phong hành, ban chúc phúc lực chiến phong thần cho chúng chiến tướng thiên tôn của ma đạo. Tuy nhiên, với tốc độ di chuyển hiện tại của chúng tôi, vẫn không kịp phá vỡ sát cục mà Khổng Tuyên đang bị mắc kẹt trước khi Ngạo Hàn ra tay. Khổng Tuyên rơi quá sâu trong trận, lại vì cái chết của tiếu ca thiên tôn chìm vào trạng thái điên loạn, không ai có thể khiến ông ấy quay đầu. Từ khi bắt đầu cuộc đối đầu cho đến nay, hai bên đã giao tranh ác liệt ở Bình Nguyên Bạch Xuyên. Trận chiến tàn khốc và u buồn, trong khi giết kẻ thù thì chính mình cũng đang ở trong luyện ngục. Bây giờ, một bước ngoặt đã xuất hiện trong trận chiến không hồi kết này. Ngạo Hàn tham chiến rồi, mục tiêu của hắn ta là giết Khổng Tuyên. Chỉ cần Khổng Tuyên chết đi, sĩ khí của Ma Đạo sẽ giảm xuống nhanh chóng, những lợi thế tích lũy trước đó cũng sẽ ngay lập tức biến mất. Tốc độ Ngạo Hàn di chuyển rất nhanh, theo vị trí hiện tại của chúng tôi, chỉ những mũi tên của A Lê mới có thể ngăn cản hắn. Tuy nhiên, Ngạo Hàn hóa thân thành băng xương Cự Long sở hữu sức mạnh phòng thủ siêu phàm, Tử vong xương đông đã làm suy yếu sức sát thương của Nguyệt Thần chi tiến đến mức cực nhỏ. Quan trọng nhất là, Ngạo Hàn hiện giờ chỉ có long cốt dưới lớp băng xương bao bọc, không có máu thịt, đương nhiên cũng không tồn tại điểm yếu chí mạng như Nghịch Lân. Lúc này Khổng Tuyên đã tập hợp được 9 vong hồn đại yêu cấp thiên tôn, mà Ngạo Hàn cũng sắp từ trên trời đáp xuống, phong tỏa toàn bộ sinh cơ của ông ấy cảm thấy cái chết đang đến gần, Khổng Tuyên cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo và quay lại nhìn chúng tôi. Quay về, Phong Thập Bát hóa thành Cửu Phong, là người đầu tiên thoát khỏi tất cả các cuộc đánh chặn, mắt thấy sắp chuẩn bị tham chiến, lại bất ngờ bị Khổng Tuyên chặn lại. Phong Thập Bát đã rất ngạc nhiên, nhưng cũng không cố gắng xông vào nữa. Cô nhìn thấy ý định tìm đến cái chết rất quyết đoán trong mắt Khổng Tuyên. Không chỉ mỗi cô ấy nhìn thấy, mà chúng chiến tướng Thiên Tôn của Ma đạo cũng nhìn thấy. Khổng Tuyên là tử ý của Ngạo Hàn đối với Ma đạo, nếu cả đại quân Ma đạo toàn bộ đều tập kết về phía ông ấy, lợi thế chiến lược trước đó sẽ bị đảo ngược ngay lập tức. Không những không cứu được người mà còn vì đội hình hỗn loạn nên rơi vào thế bị động. Ngạo Hàn cố ý giảm tốc độ bay lại, chính là đang chờ chiến tướng Thiên Tôn của Ma đạo chôn chân vào sát cục cùng với Khổng Tuyên. Nhìn người đàn ông đang bốc cháy điên cuồng trước mắt, tôi dưng dưng triệu hồi sáu kiếm khí cự long, bởi vì tôi biết rằng kiếm khí cự long không thể cứu được khổng tuyên, đồng thời bản thân tôi cũng không còn cố gắng tiến về phía khổng tuyên nữa. Thùy Hòa cũng dừng chân lại, quay đầu chỉ hồn chi bi thương về phía đại quân quỷ yêu. Đây là quân lệnh, ra lệnh cho toàn quân tiếp tục giết địch, không tiếp tục cố gắng giúp đỡ khổng tuyên nữa. Ngay sau khi quân lệnh được đưa ra, đại quân ma đã ổn định quân trận và tiếp tục tiêu diệt đại quân quỷ yêu. Mắt thấy đại quân đã ổn định trở lại, khổng tuyên lộ ra vẻ nhẹ nhõm quay đầu càng điên cuồng thiêu đốt thần hồn hơn hóa thành chiến ý cuồng bạo hủy diệt hết thảy ngạo hàn tính được lúc bắt đầu nhưng lại tính không ra kết quả sức mạnh chiến đấu đỉnh cao của ma đạo không nhiều đã mất đi một tiếu ca thiên tôn nếu lại chứng kiến một thất thải minh vương khổng tuyên vốn đã sở hữu lực chiến vô cùng tiệm cận với đạo tổ ngã xuống thì đối với ma đạo mà nói sẽ là một đả kích nặng nề nền tảng ma đạo không mạnh không thể gánh chịu hậu quả từ sự mất đi của khổng tuyên tuy nhiên ngoài việc lúc ban đầu di chuyển một chút về phía bên này rồi rất nhanh lại ổn định trận hình từ đó không còn tiến về phía khổng tuyên nữa không chỉ có đại quân ma đạo không nhúc nhích mà ngay cả chiến tướng thiên tôn của ma đạo cũng không nhìn về phía khổng tuyên nữa dường như sự sống chết của khổng tuyên không được ma đạo coi trọng vậy bất kể khổng tuyên điên cuồng thiêu đốt thần hồn sinh cơ của mình như thế nào ma đạo vẫn thờ ơ mặc dù ngạo hàn rất ngạc nhiên nhưng động tác của hắn ta vẫn không dừng lại lại thêm một đại yêu cấp thiên tôn bị khổng tuyên giết, hắn buộc phải ra tay rồi. Cùng với tiếng gầm kinh hoàng của cự long, hàn khí cuồn cuộn hóa thành một hơi thở tử vong xương đông làm đóng băng tất cả sinh mệnh, tấn công về khổng tuyên. Từ lúc nghe thấy tiếng rồng gầm, vong hồn đại yêu xung quanh khổng tuyên bắt đầu nhanh chóng rút khỏi. Nhưng vào lúc chúng chuẩn bị rời đi, khổng tuyên trực tiếp đốt cháy toàn bộ thức thần của mình. Lớn tiếng hét lên, muốn có ánh sáng. Theo truyền thuyết, ánh sáng có bảy màu. Theo truyền thuyết, ý tứ sâu xa của trung cực sát lục của vị thiên tôn mạnh nhất ma đạo thất thải minh vương có liên quan đến ánh sáng, chỉ là chưa từng có ai thấy qua. Hôm nay, khổng tuyên cuối cùng đã thi triển nó, chương 685, Lão Tổ Hiện Thân một Thất sắc thần quang, quét qua tất cả mọi thứ. Những đại yêu quái cấp bậc thiên tôn ý đồ muốn tránh đi khí tức xương giá tử vong của ngạo hàn đều bị thần quang bắt lấy thần niệm. Một tiếng ầm ầm vang lên, màn xương tử vong có thể đông cứng sinh linh vạn vật từ trên trời giáng xuống. Đồng thời, thần quang thất sắc cũng bùng nổ, chiếu xạ tứ phương bát hướng. Ngạo hàn phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa, hốt hoảng lùi về phía sau. Hắn có thể tránh thoát, nhưng những vong hồn của các đại yêu cấp bậc thiên tôn đang vây lấy khổng tuyên thì chẳng một ai thoát được. xương giá tử vong của ngạo hàn đã đông cứng thân thể họ, lại bị thất sắc thần quang của khổng tuyên quét qua, thần hồn hoàn toàn bị hủy diệt. Ngạo hàn giàn xếp bẫy dập chờ khổng tuyên, mục đích là để thay đổi liên minh quỷ yêu đang có xu hướng suy tàn ở Bình Nguyên Bạch Xuyên, đánh vào sĩ khí của ma đạo. Nhưng mà, sự xuất hiện của thất sắc thần quang đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Thất sắc thần quang được xưng là có thể quét ngang qua tất cả mọi thứ, một hơi liền có thể giết hết tám vong hồn đại yêu cấp bậc thiên tôn. Không chỉ như vậy, bởi vì đại quân ma đạo đã được lệnh ngừng lại trước, nhưng bên liên minh quỷ yêu lại không hề phát quân lệnh dừng lại, dẫn đến hơn 30 vạn đại quân quỷ yêu bị thất sắc thần quang chiết xạ đến. 30 vạn đại quân hồi phi yên diệt trong nháy mắt hiện tại tam giới đều đã hiểu rõ vì sao ma đạo năm đó lại xếp khổng tuyên kiêu ngạo lạnh lùng chiến tích không mấy nổi bật vào vị trí thứ nhất trong năm đại thiên tôn chỉ vì thất sắc thần quang có uy năng vượt qua cấp bậc đạo tổ hủy thiên diệt địa không gì là không thể quét qua đáng tiếc thất sắc thần quang chỉ có thể sử dụng một lần khoảnh khắc khi thất sắc thần quang bạo phát cờ chiêu hồn bên trong huyền quan của tôi lại vang lên âm thanh trầm trọng nhất Ma đạo, thất thải minh vương Khổng Tuyên, từ Trần. Thiên giới, đạo tràng của Ngọc Hoàng Đại Đế, lần này người xuất hiện ở bên trong đạo tràng là Tử Vi Đại Đế của Bắc Cực. Tử Vi Đại Đế của Bắc Cực có thể dùng lực lượng tinh quang để quan sát nhân gian. Khoảnh khắc khi thất sắc thánh quang bạo phát, hắn liền hiểu ngay ở cổ địa Hạ Lan Sơn đã xảy ra chuyện gì. "Bệ hạ, nam nhân kiêu ngạo đó đã đi rồi." Tử Vi Đại Đế của Bắc Cực nói, trong giọng nói lộ ra một chút thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Hoàng đại đế không để lộ biểu cảm nào khác, thậm chí nhìn còn có chút đau thương. Rất ít người biết được lá bài tẩy của Khổng Tuyên, nhưng Ngọc Hoàng đại đế vẫn luôn biết. Năm đó sau khi trận chiến Phong Thần kết thúc, Tiên đạo hoàn toàn có khả năng truy sát hai vợ chồng Khổng Tuyên, nhưng đến cuối cùng vẫn không ra tay, để mặc cho họ tồn tại đến giờ. Bởi vì Ngọc Hoàng đại đế biết, nếu như Tiên đạo thật sự muốn ra tay giết họ thì sẽ phải gánh chịu hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Tiên đạo hiện tại, cũng không dám ép khổng tuyên vào bước đường cùng. Cái giá quá lớn, ai cũng chẳng dám bỏ ra. Hiện tại, thấy khổng tuyên táng thân nơi cổ địa hạ Lan Sơn, một tảng đá nặng trong lòng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng xem như được đặt xuống. Trận chiến này, hắn không chú ý thắng bại, từ đầu đến cuối cái hắn chú ý chỉ có một mình khổng tuyên. Hàm cốc quan, đài giảng kinh, đạo đức thiên tôn cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhân đạo vẫn luôn khoan dung với ma đạo, ngoài việc muốn lợi dụng sát phá lang tam phương tứ chính để làm chút chuyện ra thì còn có một nguyên nhân nữa là do để ý đến sự tồn tại của khổng tuyên. Trong mắt đạo đức thiên tôn, sự uy hiếp của khổng tuyên không hề thua kém nguyên phượng tổ sư hy hòa, thậm chí còn cao hơn. Thất sắc thần quang, quét ngang vạn vật, đừng nói thiên tôn khó thoát, đạo tổ như hắn cũng không dám đến gần. Cũng may, khổng tuyên đã chết rồi, mà đạo đã không còn tồn tại nào có thể uy hiếp đến khí số của nhân đạo. Âm ti, thần điện phong đô, Bác âm đại đế châu khất không biết huy năng của khổng tuyên, vậy nên khi thất sắc thần quang bạo phát, phản ứng đầu tiên của hắn chính là kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc chính là hối hận. Nếu như ở trận chiến núi tiểu bạch, âm ti thật sự thiết lập cục diện dồn ma đạo tổ sư vào chỗ chết, vậy thì có lẽ kẻ chết đầu tiên chính là mấy vị trí cường thiên tôn của âm ti rồi. Nam nhân ngu xuẩn, bởi vì nữ nhân mà để ma đạo mất đi lá bài quan trọng nhất. Châu khất hừ lạnh nói, chẳng có ai dám phản bác nhưng không phải tất cả đều tán đồng lời nói của châu khất khổng tuyên rất kiêu ngạo rất lạnh lùng nhưng đó đều là vẻ ngoài không ai nghĩ đến hắn có thể ẩn nhẫn như vậy hắn chưa từng uống rượu bởi vì hắn bắt buộc phải luôn bảo trì ý nghĩ tỉnh táo nhất trận chiến ở hạ lan sơn cái chết của khổng tuyên thật sự không đáng sao chỉ sợ sau khi cẩn thận tính toán thì tất cả đều phải đổ mồ hôi lạnh ngạo hàn muốn bẫy hắn nhưng mà từ đầu đến cuối khổng tuyên đều tính trước để dồn đối phương vào chỗ chết bởi vì thất sắc thần quang chỉ có thể dùng như vậy, cũng chỉ có thể dùng trong trường hợp này. Đông Hải, Đình Viện Bắc Đầu Quần Tinh, chương 686, Lão Tổ Hiện Thân 2. Thiên cực cao sử tức là chỗ cực cao trên trời, nữ oa vẫn luôn theo dõi tất cả mọi động tính của Khương Tuyết Dương. Ý đồ tìm ra sơ hở bên trong Đình Viện Bắc Đầu Quần Tinh. Nhưng mà bà ta đã đánh giá thấp khả năng tính toán của Khương Tuyết Dương, cũng đã đánh giá quá cao bản thân. Bởi vì một nguyên nhân nào đó, Bà ta không thể tự tham gia vào trận đánh ở Hạ Lan Sơn. Vậy nên, bà ta mới thử đến Đông Hải xem xem có thể làm gì không. Nữ Oa rất yên tâm về Ngạo Hàn, bà ta tin thực lực của Ngạo Hàn, cũng tin vào lá cờ chiêu yêu đó của bà ta. Khi mà thất sắc thần quang bạo phát, lòng tin của bà ta liền bị dao động. Nhưng mà rất nhanh sau đó bà ta liền kiên định lại, bộ bộ sinh liên đi về phía trên đầu của Khương Tuyết Dương. khổng tuyên chết rồi." Nữ Oa nói, "Đệ tử Ma đạo, vạn thế thiên hồng." khổng tuyên sẽ không chết oan uổng khương tuyết dương nói thật ra cô sớm đã tính được khổng tuyên nhất định sẽ chết ở hạ lan sơn đúng không nữ oa hỏi khương tuyết dương trầm mặc đúng là cô ấy đã tính ra nhưng lại không hề ngăn cản cũng không hề nhắc đến với bất cứ ai bởi vì ma đạo cần thất sắc thần quang có phải cô cảm thấy thất sắc thần quang có thể định xuống cục diện thắng lợi cho ma đạo nữ oa nương nương lại hỏi tiếp thân là kẻ bề trên bà nói hơi nhiều rồi đó ha 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 Ma đạo ở trận Hạ Lan Sơn mất đi lá bài tẩy khổng tuyên. Hiện tại Ma đạo đã dùng hết bài tẩy. Ta xem xem ai có thể dập tắt ngọn lửa phục thù của Âm Sơn lão tổ. Nữ Hoa cười lớn quay về Tiên giới. Mãi đến khi bà ta quay về cung Hoa Hoàng thì ý cười trên gương mặt chưa từng biến mất. Sau khi bà ta đi, Khương Tuyết Dương vẫn luôn bảo trì trạng thái trầm mặc nhìn lên. Qua rất lâu sau, mới cúi đầu xuống nhỏ giọng nói một câu: Ma đạo thật sự chỉ có một lá bài tẩy thôi sao? Bên trong trận chiến Hạ Lan Sơn. Ngạo Hàn kéo theo thân thể đã bị tàn phá quay về trận doanh. Thần niệm của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức cần phải lập tức chữa trị, nếu không thì đến cả sức để triệu hoán cờ chiêu yêu cũng không còn. Băng xương cự long là cự long hệ tử linh, muốn chữa trị thần niệm của tử linh, chỉ có thể cắn nuốt thần hồn của kẻ sống. Hắn vẫn luôn không để đám liếu như thị vào nhóm giã tiên tham chiến đầu tiên, chính là vì hiện tại. Kẻ hy sinh đầu tiên chính là một ly tiên, đây là một vị ly tiên đạt đến thiên tôn đỉnh phong nhiều năm, đã tránh qua hai trận tử kiếp cuối cùng táng thân vào tay ngạo hàn thần hồn bị hấp thu hóa thành thần niệm tẩm bổ cho long hồn của ngạo phong sau khi ly tiên chết các giã tiên còn lại lần lượt lộ ra vẻ mặt khủng hoảng đến cực độ đợi họ hiểu ra đang xảy ra chuyện gì thì muốn chạy trốn cũng đã trễ rồi xương giá tử vong của ngạo hàn đã đông cứng họ lại tại chỗ từng đạo hư ảnh thần hồn bay ra từ thân thể họ biến thành năng lượng thần niệm thuần túy nhất bị ngạo hàn hấp thu đợi đến lượt liễu như thị Ngạo Hàn lộ ra vài phần do dự. Nhưng cũng chỉ là một chút do dự mà thôi, tình duyên ngày xưa chỉ như sương sớm, hoàn toàn không thể khiến Ngạo Hàn thay đổi ý định. Giá tiền từ trước đến nay đều là công cụ để nữ oa lợi dụng, một khi không còn giá trị lợi dụng, vậy thì chỉ có chết. Ngay khi sắp chết, Liễu Như Thị nhớ đến những yêu tộc từ rất lâu rất lâu trước kia được ma đạo che chở. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, chỉ có yêu tộc ở ma đạo mới giống con người, tồn tại có tôn nghiêm. Ngạo Hàn hồi phục tu vi, thế nhưng đại thế của liên minh quỷ yêu đã mất. Thất sắc thần quang làm đại quân quỷ yêu bị trọng thương, trước sau có hơn 10 vị đại yêu cấp thiên tôn chết trong tay khổng tuyên. Cái chết trong nháy mắt của 30 vạn đại quân càng khiến đại quân đánh mất dũng khí chiến đấu. Sát trận 18 tầng địa ngục của sát quân thứ 8 bị phá trước tiên, Bắc Minh Tú phá trận mà ra, quỷ kiếm u u, nơi kiếm khí lưu hình lướt qua người chết như cho bay. Quân đoàn vong hồn phối hợp với quân đoàn nhân loại của Kiêm Hà, bên chiến trường cánh phải đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi bên chiến trường cánh trái, quân đoàn yêu tộc do Lưu Phong Sương thống lĩnh cuối cùng cũng đột phá sát trận vạn quỷ tề khốc âm của sát quân thứ bảy, sau khi hai đại sát thần thoát khỏi vây khốn, sát y tăng vọt, không ai ngăn cản được. Đoạn giữa tôi và Thùy Họa phối hợp với nhau lại càng ăn ý, bay nhanh, mạnh mẽ xông vào, mở ra hình thức điên cuồng đồ sát. Con số tử vong của đại quân quỷ yêu không ngừng tăng nhanh, mắt thấy đại quân sắp tan tác đến nơi thì phía trên không của đại quân quỷ yêu đột nhiên vang lên thanh âm của âm sơn lão tổ. Đủ rồi! Chỉ có hai chữ, nhưng lại có thể thay đổi xu thế bại trận của đại quân Quỷ Yêu trong nháy mắt, giống như rót thêm cho 300 vạn đại quân còn lại một lực lượng phấn khởi. Âm Sơn lão tổ xuất hiện trên không trung giữa hai đại quân, bên cạnh ông ta là Băng Long ngạo hàn đã khôi phục thực lực đến cảnh giới đỉnh phong. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, trận chiến tàn khốc nhất suốt cuộc đã đến. Chương 687, đệ tử ma đạo 1. Nhân vật có uy năng cơ Âm Sơn lão tổ vừa hiện thân thì cả bầu trời trên Hạ Lan Sơn liền xuất hiện dị biến kinh thiên. Tôi vẫn còn nhớ năm đó ở trên vạn tộc cổ chiến trường của Quy Khư, khi con oán niệm cự long kia vừa xuất hiện, bởi vì uy năng quá mức khủng bố, trực tiếp dẫn phát ra hiện tượng kỳ dị của thiên địa, làm kinh động đến ý chí của thế giới Quy Khư. Sự xuất hiện lần này của Âm Sơn lão tổ, uy năng tuyệt đối không yếu hơn con oán niệm cự long đó bao nhiêu. Chỉ là, Quy Khư bất quá cũng chỉ là một tiểu thế giới, mà nhân gian lại là một đại thế giới, đại thế giới còn chứa được cả thái cổ thần ma tất nhiên sẽ không vì sự xuất hiện của âm sơn lão tổ mà xuất hiện dị biến lớn. Uy áp của Chí cường đạo tổ, không phải là thứ mà đại quân ma đạo có thể chịu được. Một thân chiến ba ngàn dặm, một kiếm có thể cản trăm vạn sư, chính là để nói về ma đạo tổ sư năm đó. Nhưng khi âm sơn lão tổ dùng chiến lực trí cường đạo tổ giáng lâm xuống nơi đây, tôi cũng có thể cảm nhận được loại uy áp đến từ kẻ bề trên trên người ông ta. Trong lòng tôi không có sợ hãi, lại có một loại cảm giác không thể phản kháng được. Áp lực mà âm sơn lão tổ Trần Dương mang đến cho tôi còn mãnh liệt hơn cả khi hy hòa Niết bàn, cũng vượt qua cả phân thần của nữ hoa trong đại miếu và đế tuấn trong quy khư. Tôi nhớ đến trận chiến ở núi Thái Âm, truyền thuyết kể rằng núi Thái Âm là thi thể của vọng thiên hống hóa thành, phong ấn lực lượng ý chí của vọng thiên hống. Mà cảm giác hiện tại âm sơn lão tổ Trần Dương mang đến cho tôi, còn khủng bố hơn cả ý chí của vọng thiên hống ở núi Thái Âm. Nhìn Trần Dương đang từ từ đáp xuống đất từ trên không trung, tôi nặng nề, từ từ hướng ra sau phất phất anh hùng chi kiếm trong tay. Đại quân ma đạo từ từ lùi về sau, dù là trận chiến phong thần của 3.000 năm trước thì đạo tổ cũng rất ít tham chiến chiến đấu cấp bậc đạo tổ, dư âm của một chiêu hủy diệt thôi cũng đủ diệt sạch cả một nhánh đại quân. Rời núi lấp biển, long trời lở đất, cấp độ chiến đấu cơ này, không phải là thứ mà đệ tử ma đạo có thể tham gia vào, đến cả chiến tướng thiên tôn của ma đạo cũng không có tư cách đối quyết với đạo tổ, huống hồ trần dương lại là trí cường đạo tổ sau khi hiện thân trần dương từ trên không trung đáp xuống đất thân hình hắn không hề cao lớn so sánh với ngạo hàn bên cạnh thì càng thêm nhỏ bé tóc hoa dâm nếp nhân hằn sâu như khe rãnh cởi bộ đạo bào trên người ra đổi sang bộ trang phục của thế tục thì chính là một lão giả xấu xí ốm yếu nhưng mà chỉ cần hơi thả ra một chút thần niệm liền có thể cảm nhận được ông ta chính là một tòa núi cao một ngọn núi thái âm vô cùng âm trầm tràn ngập tử ý Trần Dương nếu như nhẫn tâm giết chóc liền có thể giáng xuống sát nghiệp nặng nề cho Ma đạo tôi trong phút chốc. Nhưng mà tôi biết ông ta sẽ không làm như vậy, bởi vì giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi. Đến cả Thiên đạo muốn diệt thế còn phải mượn tay người khác, không dám tự ý tạo sát nghiệp. Sự đè ép vượt cảnh giới chính là không tôn trọng sinh mạng, mà sinh mạng vốn chính là tồn tại đáng kính sợ nhất vũ trụ. Hôm nay Âm Sơn lão tổ chỉ đến vì chiến tướng Thiên Tôn của Ma đạo, hoặc là nói chỉ vì tôi mới đến chỉ cần ma đạo tổ sư tôi đây chết đi thì thắng lợi của ma đạo đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Đại quân ma đạo đã lùi ra xa ngoài trăm trược, hiện tại cùng tôi kề vai sát cánh đứng trước để chiến đấu với âm sơn lão tổ đều là chiến tướng của ma đạo tôi. Tướng phá quân của ma đạo, tử thần của thái cổ minh giới lâm thùy hỏa. Thống soái quân đoàn nhân tộc của ma đạo, nguyễn ảnh thiên tôn kiêm hà. Thống soái quân đoàn vong hồn của ma đạo, ám ảnh du hiệp bắc minh tú. Thống soái quân đoàn yêu tộc của ma đạo, thanh khâu hồ tộc lưu phong xương thống soái bộ tộc đông di nguyệt thần chi tiến của ma đạo sở hữu thái cổ nguyệt ma a lê cửu thiên phong chủ thái cổ phong ma phong thập bát tổ long ngạo phong chiến tướng truyền thừa niết bàn của ma đạo lâm thanh thủy huyết mạch ngân hồ duy nhất của ma đạo ngân hồ bạch Vô nhai năm trí cường thiên tôn của ma đạo tiếu ca thiên tôn thất thải minh vương thiên tôn đã từ trần tứ đại hồn thú thiên tôn ở bắc minh hải cũng đã ra đi trong trận chiến này nhìn những người đang đứng cạnh tôi, trong lòng tôi vô cùng nặng nề. Đây là những chiến tướng của ma đạo, cũng là người thân và bạn bè của tôi. Ở sau lưng chúng tôi, còn có 200 vạn đệ tử ma đạo đang hướng về chúng tôi. Nếu như chúng tôi ngã xuống, họ cũng sẽ diệt vong theo chúng tôi. Trận chiến ở cổ địa hạ Lan Sơn, vốn đã sắp kết thúc, đại quân quỷ yêu đã xuất hiện trạng thái tan tác đến nơi. Nhưng mà, sự xuất hiện của âm Sơn Lão Tổ khiến tất cả quay về trang thái ban đầu khi ma đạo phải trả giá đắt bằng thương vong của hơn 100 vạn đệ tử, còn ngàn vạn binh lính quỷ yêu chỉ còn lại 300 vạn người thì trận chiến ở Hạ Lan Sơn bị mạnh mẽ ngăn cản, trở lại trạng thái ban đầu. chương 688, đệ tử ma đạo 2. Tất cả mọi chiến tích toàn bộ về không, hiện tại trận chiến phải chia làm hai mặt đồng thời tranh đấu. Một bên là trận chiến với Trần Dương, trận chiến này sẽ không tiến hành dưới mặt đất, bởi vì uy lực quá lớn, đại quân hai bên đều không thể chịu nổi uy năng của trí cường đạo tổ, một bên là đối quyết với đại quân của Ngạo Hàn, thân thể băng xương cự long của Ngạo Hàn có chiến lực của thiên tôn đỉnh phong, bên cạnh hắn còn có 6 vong hồn đại yêu cấp bậc thiên tôn, còn có hai tên trí cường thiên tôn sát quân thứ 7 và sát quân thứ 8. Hai màn chiến đấu trên trời và dưới đất, khả năng thắng lợi của ma đạo đều chẳng có mấy. Bởi vì ma đạo phải phái ra ít nhất năm trí cường thiên tôn mới có thể miễn cưỡng chống lại uy áp của âm sơn lão tổ, mà muốn chiến thắng ông ta, có lẽ tất cả chúng tôi hợp lại cũng chưa chắc đã có thể làm được thật ra đạo tổ cũng nằm trong phạm vi của thiên tôn, cũng có đại đạo hoàn chỉnh, chỉ là đạo tổ có thể chuyển hóa đại đạo thành lực lượng bổn nguyên hỗn độn thuần túy. Cái gọi là trí cường đạo tổ chính là, còn có một loại cơ duyên độn khứ. Thùy họa sau khi ngưng tụ ra thần cách tử thần của thái cổ minh giới, cũng sử dụng lực lượng bổn nguyên của hỗn độn, chỉ là lực lượng mà cô ấy nắm giữ quá ít, còn xa mới bằng được với cấp bậc đạo tổ. A Lê và Phong Thập Bát cũng vậy, còn có huyết mạch tổ long của Ngạo Phong, cũng là bổn nguyên của hỗn độn. Chỉ là tất cả họ cộng lại, cũng không thể sánh bằng Trần Dương đã luyện hóa qua ý chí của vọng thiên hống. Lực lượng thuộc tính tranh lệch, cũng tranh lệch về số lượng. Chứng ngà trên toàn thế giới hợp sức cũng đánh không lại một cục đá, hiện tại Trần Dương chính là cục đá đó. Chiến tướng thiên tôn của ma đạo không thể đều xuất hết ra, nếu như tất cả đều đi đồng nghĩa với việc dâng 200 vạn đệ tử ma đạo trên mặt đất cho ngạo hàn tùy ý đổ sát. Trận chiến này, cách đánh tốt nhất chính là, Thủy Họa dùng tử thần chi thân chính diện đối đầu với Trần Dương, Ngạo Phong dùng thân thể tổ long chia sẻ áp lực. Tôi và Bắc Minh Tú phụ trách tăng lên thương tổn, phong thập bát dùng lĩnh vực bạo phong khống chế trận chiến. Đây là cách đánh hoàn mỹ, nhưng mà có thể phát huy hiệu quả hay không, không ai có thể đoán trước. Bởi vì, chúng tôi không ai biết được chiến lược thật sự của Trần Dương như thế nào, chỉ biết hắn nắm giữ lực lượng bổn nguyên hỗn độn hệ tử linh, cùng nguồn gốc với tố sơ của Thủy Họa. Còn có một vấn đề, nếu như sáu người chúng tôi đều đi đối đầu với Trần Dương, vậy thì trận chiến dưới đất chỉ còn Kiêm Hà và Lưu Phong Sương phụ trách. Mà bên quỷ yêu còn có Ngạo Hàn, hai đại sát quân, sáu tên vong hồn đại yêu, 300 vạn đại quân quỷ yêu. Nếu cứ như vậy, trận chiến của ma đạo ở dưới đất chắc chắn sẽ thua, thậm chí Kim Hà và Lưu Phong Sương đều khó tránh khỏi từ kiếp. Dù cho tôi phân phối chiến lược kiểu gì, thì lần chiến đấu này kết cục đều là song bại. Bên trái là địa ngục, bên phải cũng là địa ngục. Thấy tôi khó mà quyết định được, Thùy Họa nói, để em đi anh muốn đợi thêm một chút. Tôi nói, Thùy Họa trầm mặc, thật ra cô ấy cũng rất khó hạ quyết tâm, chỉ là không nỡ để tôi tự làm khó bản thân. Cục diện này trước mắt khó mà giải được, sẽ chết rất nhiều người, bao gồm cả tôi trong đó, cho dù Khương Tuyết Dương có ở đây cũng khó mà nghĩ ra cách giải quyết hoàn mỹ. Cách duy nhất chính là đợi, đợi một người có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ cần người đó đến, mà đạo liền có thể tìm lấy một đường sống từ trong chỗ chết. Âm ti, cửu u cực hàn chi địa xem ra lần này ma đạo thật sự vô duyên với trận chiến phong thần rồi. Mạnh bà thiên tôn thở dài nói, chưa chắc, nếu như là cục diện tất chết, Khương Tuyết Dương nhất định sẽ không ở lại Đông Hải mãi. Cô ấy không tham gia trận chiến Hạ Lan Sơn, nói rõ ma đạo không có tài ương diệt phong. Cửu U Nữ đến nói, nếu như cô ta đến, còn có thể dựa vào mệnh bàn sát phá lam tam phương tứ chính đối kháng với âm Sơn Lão Tổ, hiện tại Khổng Tuyên đã chết, ai có thể giúp ma đạo đánh thắng âm Sơn Lão Tổ? Mạnh bà hỏi yến tháp yến tháp mạnh bà có hơi bất ngờ không sai yến tháp đúng là có chiến lược đạo tổ nhưng mà hắn là người bảo vệ của nhân tộc hắn sẽ ra tay vì ma đạo sao mạnh bà lại hỏi yến tháp không phải người bảo vệ nhân tộc sứ mệnh của hắn đã sớm hoàn thành người bảo hộ nhân tộc chân chính là đại vô từ phúc không phải hắn cửu u nữ đến nói vậy yến tháp cũng không có lý do để ra tay vì ma đạo có lý do gì đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng mạnh bà kinh ngạc đến im lặng bà ấy có nghĩ đến đâu cũng không dám nghĩ đến đáp án này trừ cửu u nữ đế ra sợ là cũng chẳng ai dám nghĩ đến ngày đó châu khất tìm cửu u nữ đế phỏng đoán hướng đi của yến tháp cửu u nữ đế ở bên trong đại trận lục đạo luân hồi đã thăm dò ra một thân phận khác của yến tháp yến tháp là đệ tử ma đạo chương 689, huyết chiến trần dương một chờ đợi là việc cô độc và mệt mỏi nhất thế gian Đặc biệt là khi bạn không thể khẳng định người mình muốn đợi rốt cuộc có đến hay không, mỗi một giây thời gian trôi qua đều là sự dày vò đau đớn. Sự nhẫn nại của Âm Sơn lão tổ khá tốt, ông ta sớm đã tính toán kỹ hết mọi đường đi nước bước trong trận chiến này cả rồi. Nhưng mà Ngạo Hàn không có nhiều kiên nhẫn đến vậy, cờ chịu yêu là căn nguyên của nữ oa nương nương, hắn đã tiêu tốn mất một nửa rồi. Tuy rằng Khổng Tuyên đã chết, nhưng nỗi căm phẫn trong lòng hắn vẫn âm ỉ, vội vã muốn báo thù. Ngạo Hàn hiện giờ đã quên đi xuất thân của hắn, quên đi nguồn gốc giữa tộc băng giáp giác ma long và ma đạo. Tạ Lan, sự chờ đợi vô ích này của ngươi chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu, không kẻ nào có thể cứu vãn vận mệnh của ma đạo từ tay lão tổ. Ngạo hàn lạnh nhạt nhìn tôi nói, ta hiểu chứ, nhưng ta vẫn muốn đợi thêm một lát. Tôi nói, ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì? Ngạo hàn hỏi, đợi người có năng lực thay đổi vận mệnh. Lúc tôi nói đến việc này, rất nhiều đệ tử ma đạo ngay lập tức nghĩ tới Khương Tuyết Dương sát phá lang tam phương tứ chính sức mạnh của mệnh bàn không thể nghịch chuyển nhưng tôi biết khương tuyết dương sẽ không đến nếu cô ấy đến thì khổng tuyên cũng đã tử trận rồi cô ấy đến cũng vô ích vì thế người tôi đợi không phải cô ấy thời gian lại trôi qua rất lâu lâu đến mức ngay cả âm sơn lão tổ đã nhân mày tỏ ra sốt ruột ông ta nhớ đến nỗi sỉ nhục năm đó âm sơn tổ đình bị phá hủy phân thần của ông ta bị khổng tuyên tiếu ca phong thập bát khóa chặt giam lỏng một chỗ nhớ đến những truyền nhân âm sơn pháp mạch đã chôn thân tại âm sơn. Âm sơn thập nhị sát, ngoại trừ Bắc Minh Tú ra thì tất cả đều là đệ tử chân truyền do đích thân ông ta lựa chọn. Quỷ Tiễn Phùng Mông, Hoàng Sảo, Hồ Ly Đạo Tôn, Lang Xuyên Quân, Lạc Thủy Tiên Tử đều đã chết rồi. Trong mắt người đời, âm sơn thập nhị sát là ma đầu hại người, chết không hết tội. Nhưng mà nhìn đệ thất sát quân và đệ bát sát quân đơn độc một mình đứng ở phía sau ông ta, bỗng nhiên âm sơn lão tổ cảm thấy đồ đệ của mình đáng ra không nên chết thê thảm như thế. Tu Vi đạt đến cảnh giới của ông ta, thiện ác thì có nghĩa lý gì, ông ta không cảm thấy đồ đệ của mình đã gây ra tội lỗi nào hết. Nghĩ đến đây, âm sơn lão tổ âm trầm liếc Bắc Minh Tú. Bắc Minh Tú là đệ nhất sát trong âm sơn thập nhị sát, năm đó trước khi âm sơn lão tổ bế quan, Bắc Minh Tú đã từng hứa với ông ta, nhất định sẽ bảo vệ âm sơn tổ đình. Sau đó, kẻ đầu sỏ lớn nhất trong việc phá hủy âm sơn tổ đình, lại chính là ông ấy. Vật đổi sao rời, khiến lòng âm sơn lão tổ càng lúc càng ngứa ngáy bồn chồn. Đạo bào trên người dường như phát giác ra tâm ý dao động của ông ta, bất giác đung đưa. Đạo bào của âm sơn lão tổ Trần Dương vừa bay lên, tôi liền biết bản thân không còn thời gian tiếp tục đợi nữa. Tôi bắt đầu điểm tướng, Thùy Hỏa, Ngạo Phong, Bắc Minh Tú, Phong Thập Bát, A Lê. Sắc mặt Lưu Phong Sương vẫn không đổi, bản thân là thống soái, cô ấy tất nhiên hiểu tôi vì sao quyết định sách lược như vậy. Thậm chí cô ấy không hề nhìn tôi, đôi mắt vẫn đặt trên người Bắc Minh Tú. Bắc Minh Tú là một người đàn ông kiệm lời và lạnh lùng, nhưng lần này lại không im lặng, ông ấy bắt gặp ánh mắt của Lưu Phong Sương, dịu dàng nói ta sẽ không chết. Ta cũng vậy, Lưu Phong Sương đáp lời. Tương tự như Tiếu Ca và Khổng Tuyên, Lưu Phong Sương và Bắc Minh Tú cũng là một đôi tình lữ, họ chỉ chưa kịp tổ chức hôn lễ, biết rõ trận chiến này là sinh tử ly biệt họ không bày tỏ mấy lời yêu thương chỉ đưa ra lời hứa hẹn với đối phương lời hứa bản thân sẽ không chết đối với đệ tử ma đạo lời hứa sẽ không chết chính là bày tỏ thâm tình nhất trên thế gian này tôi cũng không gọi tên kiêm hà cô ấy lại không thể kìm nén cảm xúc giống lưu phong sương mỉm cười đến bên cạnh tôi kéo lấy tay tôi âu yếm nhìn tôi nói em cũng sẽ không chết chúng ta đều sẽ sống sót tôi nói kiêm hà ôm chặt lấy tôi sau đó ôm lấy thủy họa rồi cùng Lưu Phong Sương quay về đội quân. Điểm tướng hoàn tất, tôi quay người nhìn về hướng 200 vạn đệ tử ma đạo đứng sau lưng. Lướt qua từng gương mặt thân quen, nét đẹp dạng người của Liễu Chi Nhung, đôi mắt nhạy bén như đại bàng của lão tù trưởng của bộ tộc Đông Di. Quy khư là ngôi nhà của ma đạo, đây đều là người nhà của tôi. Cảm xúc đau buồn miên man lan tỏa trong đại quân ma đạo, thậm chí còn ảnh hưởng đến sĩ khí của họ. Đây là điều tôi không muốn nhìn thấy, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, tôi nói tám chữ vừa hô lên, sĩ khí đại quân ma đạo đột nhiên dâng cao tận trời xanh. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu rồi, tôi cầm kiếm anh hùng đi về phía âm sơn lão tổ. Đi thôi, tôi nói, âm sơn lão tổ trầm mặc nhìn tôi một cái, nhún người bay lên, hóa thành một đốm sáng lóe chớp mắt đã biến mất tăm. Tôi và đám người thủy hỏa cũng đồng thời bay lên trời. Bay càng lúc càng cao, rời xa mặt đất, rời xa khỏi chiến trường cổ địa núi Hạ Lan. Vào khoảnh khắc xuyên qua những đám mây trên cổ địa núi Hạ Lan, tôi nghe kiêm hà hét lên một câu, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Tôi biết trận chiến ở phía dưới, đã bắt đầu mở màn rồi. Nơi trời cao xa xăm, âm sơn lão tổ đơn phương độc mã chiến đấu với chiến tướng đỉnh phong ma đạo. Nghe nói, ma đạo tổ sư đạt cấp đỉnh phong có thể chiến 12 vị trí cường thiên tôn, Trần Dương có thể đấu với 6 người cũng là điều đáng kiêu ngạo. Bởi vì trên thế gian này chỉ có một ma đạo tổ sư, trong quan chấn hồn, bóng lưng ông ấy hóa thành hư vô cùng đồng quy với trời đất, đủ khiến nhân gian kinh diễm suốt ngàn vạn năm, có lẽ sẽ nhìn thấy điểm tận cùng của thế giới. Lưỡi đao sắc bén chém giết sinh mạng, sức mạnh tái tạo thần hồn. Thùy họa ra tay trước, sau đó, cuộc đấu tay đôi vô thanh vô thức diễn ra. Sức mạnh khủng khiếp khó mà đong đếm được, mức ảnh hưởng chấn động vượt xa phạm vi tưởng tượng. Ngay khi lực lượng đạt được đến một mức độ nhất định, hư không cũng bất chi bất giác bị phá hủy. Năng lượng công kích cũng sẽ không sản sinh ra một chút hào quang nào không khí bị đẩy ra ngoài trận chiến đấu rất nhanh nơi này đã trở thành hư không thực sự thứ mà Trần Dương dùng là kiếm, còn là quỷ kiếm tương tự tất cả sức mạnh vốn có đến cuối cùng sẽ quay về lực nguyên sơ hỗn độn mọi thần thông pháp quyết đến cuối cùng đều sẽ quay về Thái cổ Tam kiếm đạo bởi vì kiếm là tổ sư của trăm loại binh khí lại là căn nguyên của vạn pháp người luyện võ dùng sát kiếm xây dựng và chấn hưng đất nước tu sĩ dùng kiếm trảm yêu trừ ma quỷ kiếm ảo diệu bất thình lình chấn động tứ phương quỷ kiếm đẳng cấp trí cường đạo tổ bí hiểm khó lường, kiếm khí lưu hình biến hóa khó mà nắm bắt. Kiếm khí lưu hình của Trần Dương không chỉ mang đậm sát khí cực mạnh, đồng thời còn bao hàm ý nghĩa chết chóc âm hàn vô tận. Vừa hay chính vì nguyên nhân đó, kiếm khí lưu hình của Trần Dương mới có thể khiến Thủy Họa nhanh chóng nắm bắt được vị trí sát cơ của ông ta. Bởi vì Thủy Họa là thái cổ minh giới tử thần, quân chủ của vong hồn trong thiên hạ, tất cả mọi sức mạnh của hệ tử linh đều không thể thoát khỏi nhận thức của cô ấy. Dựa vào thân thể bất tử của tử thần và chiến giáp truyền thuyết về người bất tử do chính tay Khương Tuyết Dương chế tạo cho cô ấy, thủy hỏa giúp chúng tôi ngăn chặn những trận đột kích chí mạng liên tiếp ập đến như vũ bão. Chương 690, huyết chiến Trần Dương 2. Nhưng mà, tác động tinh thần từ kẻ mạnh hơn hoàn toàn áp đảo chúng tôi, Trần Dương có thể nhẹ nhàng nhìn thấu những điểm tấn công trọng điểm của chúng tôi. Luyện thành ý chí vọng thiên hống, thân thể đạo tổ của Trần Dương càng sở hữu sức phòng ngự vững chắc. Chiến đấu đến tận bây giờ, ông ta vẫn không hề mất một cọng tóc, mà chúng tôi sớm đã tàn tạ sức cùng lực kiệt. May thay, bạo phong lĩnh vực của phong thập bát, vết thương của chúng tôi có thể nhanh chóng chữa trị nhờ đông phong sinh. Đối địch với Trần Dương, tôi không sử dụng ngự long quyết, chỉ đem toàn bộ kiếm khí lưu hình quét qua người Trần Dương, đồng thời bản thân tôi vẫn luôn thử dùng kiếm anh hùng chém đứt kiếm trong tay Trần Dương. Bắc Minh Tú và tôi đều cùng nhau làm việc đó, dùng kiếm khí lưu hình điên cuồng công kích bổn tôn Trần Dương. A Lê liên tục bắn tên như mưa, không ngừng dù chỉ một khắc. Thế nhưng tôi không có cách nào khóa chặt khí cơ của Trần Dương, tất cả mọi công kích dường như đều là vô ích. Đây là một trận đấu khiến người khác chìm sâu vào tuyệt vọng, còn khó khăn gấp trăm lần so với lúc mọi người cùng nhau chiến đấu với Đế Tuấn. Lúc chiến đấu với Đế Tuấn, chúng tôi có đạo chiến thần của mộ dung nguyên duệ, có thể khóa chặt khí cơ của Đế Tuấn, nhưng mà bây giờ căn bản không thể kiềm chân Trần Dương. Một tiếng nổ vang vọng, tiếng va chạm của kim loại chiến giáp truyền thuyết về người bất tử bị trần dương chém nứt một mảnh một mảnh rồi sẽ có hai mảnh đối diện với thủ đoạn tàn nhẫn quỷ quyệt của trần dương lại thêm quỷ kiếm lưu hình bí ẩn khó lường chiến giáp truyền thuyết về người bất tử của thùy họa bị hư hại càng lúc càng nhiều rồi nghe một tiếng nổ vang trời hộ tâm kính của chiến giáp truyền thuyết về người bất tử bị vỡ vụn toàn bộ pháp trận của bộ chiến giáp đều mất khống chế sắc mặt thùy họa trắng bệch thân mình đột nhiên run rẩy khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi Ngạo Phong vội vã đổi vị trí, vừa mới đến gần đã hét lên một tiếng thống khổ, phải rồng bị róc ra bay tứ tung. Kiếm của Trần Dương, mỗi một kiếm đều sở hữu sát cơ hủy diệt đáng sợ. Cho dù đạo thể thiên tôn cũng khó chống đỡ, nếu như không phải Ngạo Phong có thân thể tổ long cứng cáp bất phàm, một kiếm này đã trực tiếp khiến thần hồn của cậu ấy trọng thương. Hộ tâm kính đã vỡ vụn, chiến giáp truyền thuyết về người bất tử trở nên yếu ớt mỏng manh, mất đi năng lực phòng thủ. Thùy Hòa hiện giờ chỉ đành dựa vào thân thể bất tử của tử thần, miễn cưỡng chống đỡ đừng đợt chém giết tàn bạo từ kiếm khí lưu hình của trần dương và thanh tử linh hắc kiếm đẳng cấp thần binh trong tay ông ta nơi xa tận trời cao hồn năng ít ỏi hồn năng trên chiến trường không thể truyền đến đây thân thể bất tử của thủy họa nhanh chóng vỡ tan thành từng mảnh chi chít trăm lỗ thùng thấy vậy trần dương đột nhiên gầm lên một tiếng như một con giã thú hồng hoang xa xưa đang phẫn nộ tiếng gầm vọng thiên hống sinh ra công kích sóng âm thanh dữ dội trong giây lát khiến thủy họa mất đi chi giác sự cảm không lành ập tới tôi lập tức liều mình sử dụng cường công đáng tiếc vẫn muộn một bước trần dương đã đâm một kiếm vào lồng ngực thùy họa thùy họa chịu một kích chí mạng phun ra ngụm máu tươi sau đó dùng hai tay giữ chặt tử linh hắc kiếm của trần dương trần dương cười lạnh một tiếng không có ý kháng cự ngược lại kích hoạt kiếm khí phá hủy toàn bộ kinh mạch khí quan thậm chí thức thần trong cơ thể thùy họa lúc ông ta ra tay giết người chính là thời khắc tốt nhất để chúng tôi khóa chặt khí cơ của ông ta Tuy chỉ có mấy giây ngắn ngủi, vẫn được chúng tôi tận dụng triệt để. A Lê bắn mũi tên trúng vai Trần Dương, Bắc Minh Tú chém một nhát vào eo Trần Dương. Tôi không tấn công bổn tôn Trần Dương, mà dùng kiếm anh hùng chém vào tử linh hắc kiếm của ông ta. Không có gì mà kiếm anh hùng không chém đứt được, bất luận tu vi Trần Dương cao thâm đến mấy, tử linh hắc kiếm cũng không chống đỡ nổi nhát chém sắc bén của kiếm anh hùng, kiếm gãy làm đôi. Tử linh hắc kiếm bị chém gãy, thân thể tàn tả của Thủy hỏa cũng rơi từ không trung xuống cô ấy không còn một chút sinh cơ nào tuy rằng tôi vô cùng đau lòng nhưng không hề dao động nhìn sang một cái tử thần sẽ không chết thùy Hỏa vẫn còn có thể niết bàn mũi tên của a lê tuy đã bắn trúng mục tiêu nhưng vẫn chưa thể khiến trần dương thọ thương quỷ kiếm của bắc minh tú cũng vậy ý chí vọng thiên hống mạnh mẽ kết hợp lực phòng ngừa quá vững chắc trần dương tựa như ngọn núi thái âm sừng sững đứng hiên ngang bất động vậy không còn tấm khiên bảo vệ chúng tôi của thùy Hỏa chúng tôi bắt đầu phải hứng chịu từng đợt công kích tàn độc của Trần Dương. Điều may mắn là, sau khi tử linh hắc kiếm của Trần Dương gãy, sức tấn công của ông ta đã suy yếu đáng kể. Mới giúp chúng tôi miễn cưỡng giữ vững bước chân, cho dù như vậy mọi đòn đánh của chúng tôi đều là tốn công vô ích. Ngạo phong dũng cảm đối kháng trực diện, phải rồng nát ra từng mảnh nhỏ, máu rồng bay tung tóe. Cậu ấy không gào thét than khóc một tiếng, mà âm thần nhẫn nhịn, liều mạng chặn đòn tấn công đáng sợ của Trần Dương giúp chúng tôi, đồng thời cố gắng lợi dụng thân rồng khổng lồ giam cầm cơ thể Trần Dương. Đối diện với sự truy đuổi sát sao quyết liệt của Ngạo Phong, Trần Dương càng đánh càng nổi điên, muốn hạ đòn chí mạng với cậu ấy. Thùy Hòa hiện giờ đã bị ông ta giết chết, chỉ cần loại bỏ Ngạo Phong, những kẻ còn sót lại như chúng tôi chỉ như cá nằm trên thất mặc ông ta xử lý. Trần Dương không tiếp tục tấn công chúng tôi, sát cơ khóa chặt trên người Ngạo Phong. Quỷ kiếm liên tiếp chém loạn xạ, bao hàm từng đợt kiếm khí lưu hình của khí tức tử linh lần lượt đánh vào thân thể của ngạo phong kiếm khí lưu hình nhiều vô số kể hoàn toàn vượt xa cực hạn mà thân thể tổ long của ngạo phong có thể chống đỡ được nỗi đau tận xương tủy không cách nào kìm nén ngạo phong hét lên một tiếng gầm thống khổ tiếp đó toàn bộ vảy rồng trong chớp mắt cháy rụi máu rồng thịt rồng gân rồng xương rồng từ từ mỗi tắc trên da thịt đều vỡ tan thành từng mảnh nhỏ bi kịch thê thảm của ngạo phong khiến a lê phẫn nộ mà điên cuồng tấn công cũng giúp mũi tên của cô bé đột phá đến đẳng cấp mạnh nhất từ khi phong thần đến nay, vãn nguyệt chi nộ. Một mũi tên bắn xuyên qua cánh tay cầm kiếm của Trần Dương. Thân thể của Trần Dương đờ đấn, từ bỏ truy sát long hồn, để mặc cho long hồn và long châu dung hợp, được A Lê nắm chặt trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, tôi và Bắc Minh Tú một trái một phải đồng thời cầm kiếm đâm vào thắt lưng Trần Dương, bắt đầu liều mạng phóng thích kiếm khí. Trận chiến đến thời điểm này, đây là lần đầu tiên chúng tôi đánh trọng thương Trần Dương trần dương lại gào lên một tiếng gầm vọng thiên hống thần niệm uy áp bùng nổ trên diện rộng thổi bay tôi và bắc minh tú ra xa thật không thể tưởng tượng được các người vậy mà lại đánh ta bị thương nhưng chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi nói xong một luồng khí đen xì bắt đầu tràn ra từ người trần dương khí đen chữa trị miệng vết thương hở của ông ta chỉ trong chớp mắt toàn bộ thương thế của ông ta đã hồi phục như ban đầu tiếp đó ông ta nhào đến giết chúng tôi không còn sự bảo vệ của thùy hỏa và ngạo phong Tôi và Bắc Minh Tú chỉ đành cố sức dùng cường công thay thế cho phòng ngự. Nhưng vì số lượng thành viên đã mất đi khá nhiều, không còn ai phân tán uy áp tinh thần của kẻ thượng vị từ trên người Trần Dương, đòn đánh của chúng tôi chỉ càng thêm phí công phí sức. Gào, Trần Dương nhắm chuẩn Bắc Minh Tú gào lên một tiếng vọng thiên hống, rồi đâm thẳng một kiếm chí mạng tấn công Bắc Minh Tú. Vừa đâm Bắc Minh Tú, đồng thời một cánh tay khác của Trần Dương tạo hình kiếm chỉ, dẫn toàn bộ kiếm khí lưu hình ầm ầm quét qua chỗ tôi. Trong chốc lát, Tôi và Bắc Minh Tú đều bất ngờ gặp phải đại nạn nguy hiểm đến tính mạng chương 691 Trung cực tuyển trạch lựa chọn cuối cùng một lần này đối mặt với đòn tấn công toàn lực của âm Sơn lão Tổ tôi và Bắc Minh Tú đồng thời gặp họa sát thân phong thập bát điều khiển bạo phong muốn hạn chế kiếm chiều của âm Sơn lão tổ do Bắc Thổi Vi vu kiếm chiều lũ lượt kép đến như cuồng phong Vũ bão nhưng kiếm chiều cứng cáp như sắt thép căn bản không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng từ bạo phong ngược lại bạo phong còn góp sức thổi giúp nó càng thêm lạnh lẽo vô tình, sát khí đột nhiên tăng cao. Tôi không dám liều mình chống đỡ, trong kiếm chiều bao hàm uy lực hủy diệt, đừng nói là tôi, dù bây giờ người đứng đây là thủy họa được trang bị chiến giáp truyền thuyết về người bất tử cũng không thể chịu đựng nổi. Dưới tình thế cấp bách, tôi theo bản năng triệu hồi cự long kiếm khí để ngăn chặn đòn tấn công. Nhưng cự long kiếm khí vừa hiện hình ngay lập tức bị kiếm chiều phá hủy, trong chốc mắt hóa thành cho bụi. Mà dây tiếp theo, kiếm chiều ồ ạt à tấn công về phía tôi. Tôi nắm chặt kiếm anh hùng, xuyên qua giữa kiếm chiều, quỳ một chân xuống, để giữ vững thân thể không bị kiếm chiều hạ gục. Nỗi đau đớn kịch liệt không bề gì tưởng tượng, tôi cảm giác máu thịt toàn thân thoáng chốc đều bị rút cạn. Tôi nghe thấy âm thanh cắt ra xé thịt, tiếng động mạch bị vỡ lách tách, cuối cùng tôi còn nghe thấy tiếng xương nứt nẻ răng rắc trói tai. Cánh tay cầm kiếm đã mất đi vỏ bọc máu thịt mỏng manh, chỉ còn sót lại đống xương trắng gầy gò, phía trên xương cốt xuất hiện chi chít vết rạn nứt nỗi đau thấu tận tâm can, thức thần kinh hãi kêu gào thảm thiết, liều mạng trốn vào huyền quan của tôi, nhưng tôi biết, nếu bây giờ tôi ngã xuống, cho dù thức thần trốn vào huyền quan, cũng khó tránh được kiếp nạn. Kiếm anh hùng bắt đầu lung lay, kiếm chiều áp đảo càng tàn khốc hơn. Lúc tôi đang quằn quại giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Bắc Minh Tú hy sinh một phân thân thoát khỏi vòng vây của âm sơn lão tổ. Sau khi thành công thoát ra ngoài Bắc Minh Tú không nhân cơ hội bỏ chạy, mà liều mình hứng chịu sức mạnh hủy diệt của tử linh hắc kiếm, nghiêng người về phía trước, vung kiếm chém tới. Điều này không nằm trong dự liệu của Trần Dương, vốn dĩ ông ta tưởng rằng dù Bắc Minh Tú có thể dùng phân thân làm lá chắn, bổn tôn cũng nhất định sẽ nhân cơ hội thoát thân, ai ngờ ông ấy căn bản không hề có ý muốn bỏ chạy tự cứu lấy mình. Bắc Minh Tú liều mạng điên cuồng chém giết, tận dụng sức mạnh cực hạn của ông ấy, người cũng giống Khổng Tuyên, đốt cháy sinh cơ, thiêu dụi thần hồn. Không màng sống chết, chỉ cầu giết địch và hủy diệt đây chính là sự đáng sợ thuộc riêng về trí cường thiên tôn của ma đạo tôi, thiên tôn ma đạo không nhiều, nhưng mỗi người đều không phải là kẻ ăn không ngồi rồi dễ dàng động đến. Bác Minh Tú không phải khổng tuyên, cho dù ông ấy bị thiêu cháy thành cho, cũng không thể phóng thích thánh quang thất sắc làm kinh diễm cả tam giới. Ông ấy tự mình hy sinh tự mình hủy diệt, đem tất cả chiến lược gia tăng, chỉ có thể thể hiện thông qua quỷ kiếm. Kiếm của ông ấy gia tăng tốc độ, càng thêm vô tình dứt khoát, mang theo quyết tâm hủy diệt tất cả. Quỷ kiếm ảo diệu, kiếm khí lưu hình không ngừng chém vào thân thể của âm sơn lão tổ phòng ngự của trần dương lợi hại đến mấy cũng không dám để mặc bác minh tú vây khốn bám giết như vậy huống hồ lúc ông ta toàn lực xuất chiêu giết tôi và bác minh tú đã bị a lê phát hiện sơ hở rồi khóa chặt khí cơ a lê xót xa tình cảnh bi thương của ngạo phong mũi tên bắn liên tục như bão táp xuất chiêu nguyệt nộ khuyên tả âm sơn lão tổ lần nữa thọ thương vết thương càng thêm nghiêm trọng chỉ đành lựa chọn tạm thời rút lui ông ta nghiêng người bay lùi về sau trước tiên hét một tiếng gầm vọng thiên hống hất văng bắc minh tú sau đó dùng ánh mặt lạnh lẽo giữ tợn lường tôi một cái giây tiếp theo ngay lập tức nổi trận cuồng phong kiếm triều kiếm anh hùng bắt đầu run rẩy đã không còn có thể giúp tôi che chắn cơ thể nếu tôi không muốn tan thành cho bụi chỉ còn cách lựa chọn trứng thiên tôn trứng thiên tôn sẽ giúp thần niệm của tôi khôi phục trong thời gian ngắn từ đó đủ khả năng đối chọi với kiếm triều tuôn trào như vũ bão giây phút sinh tử không còn sự lựa chọn nào khác, tôi cũng không trần trừ do dự. Tôi vẫn luôn trong thế chuẩn bị sẵn sàng, lý do không chứng thiên tôn ngay từ đầu, chính vì muốn đợi người đó đến. Bây giờ xem ra, người ấy có lẽ vĩnh viễn sẽ không đến đây. Tôi nhắm hai mắt, bắt đầu đọc thầm áo nghĩa đạo thất sát. Trong lòng không cảm thấy tiếc nuối vì cơ duyên thần kiếm chậm chạp mãi không xuất hiện, bởi vì đôi lúc có thể chấp nhận kết quả cũng là một sự can đảm mà tôi chưa từng thiếu can đảm. Tuy nhiên, chính lúc thất sát sấm ngữ sắp thốt ra, tôi bỗng cảm thấy phía trước nhẹ nhõm thoải mái. Kiếm chiều đã biến mất, tôi mở mắt ra, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, kiếm chiều không hề biến mất, chỉ do đã có một bóng lưng uy vũ hiên ngang, kiên định vững vàng che chắn cho tôi. Thùy hỏa hoàn thành lần niết bàn lần thứ sáu, dùng tư thái đỉnh phong thiên tôn trở lại cuộc chiến. Thùy hỏa sau khi hoàn thành xong lần niết bàn thứ sáu, mái tóc trắng thướt tha đã dài ra khá nhiều. Mái tóc tung bay theo làn gió, Thùy hỏa bước tới phía trước đối kháng lại kiếm chiều mỗi một bước đều vô cùng gian khổ cho dù đã niết bàn sáu lần cho dù cô ấy đã có chiến lược đỉnh phong thiên tôn nhưng muốn đỡ chiêu kiếm chiều mà trí cường đạo tổ dùng toàn lực thi triển vẫn có chút khó nhằn như trước trời đổ mưa những giọt nước rơi lá chã xuống mặt tôi đây không phải mưa mà là máu tươi bắn tung tóe từ trên người thùy họa thân thể bất tử đang gồng mình hứng chịu vết cắt từ ngàn vạn kiếm khí lưu hình chiến giáp truyền thuyết về người bất tử đã sớm bị phá hủy bây giờ Thùy Họa chỉ đành dùng thân thể xác thịt cố sức chống đỡ thôi. chương 692, Trung cực tuyển trạch lựa chọn cuối cùng hai May thay, sức mạnh của kiếm chiều đang suy yếu dần. Bước chân của Thùy Họa lại gia tăng, đợi đến khi kiếm chiều cuối cùng tan biến vào hư vô, Thùy Họa nhún người bay lên, đâm chuẩn vào miệng vết thương đang gấp rút chữa trị của Trần Dương. Nhát đao này, không còn chém ra hỏa diệm sắc xanh lam nữa. Mà là hắc diệp, đao pháp không còn là hồn chi bi thương, mà gọi là tử thần tài quyết sau 6 lần niết bàn, Thùy Hỏa đã lĩnh ngộ đao quyết siêu mạnh của Thái Cổ Minh giới tử thần tử thần tài quyết. Trước đây, phương pháp chiến đấu của Thùy Hỏa, trọng tâm nằm ở phòng ngự kết hợp bạo phát hồn năng trong thời gian ngắn. Năng lực tác chiến một mình vốn không mạnh, sức hủy diệt của hồn chi bi thương thậm chí không bằng quỷ kiếm của tôi. Hiện giờ, đao của Thùy Hỏa đã không còn chứa đầy tử khí nồng nặc nữa. Đao ý cũng thay đổi, hắc diệm chết chóc không còn hơi ấm, vô tình lạnh lẽo. Trần quy trần, thổ quy thổ, không chỉ đau ý thay đổi, mà chiến ý của Thùy Hỏa cũng thay đổi. Không còn lãnh đạm nặng nề, mà trở nên nhiệt huyết điên cuồng. Cảm giác giống như tử thần đã rời khỏi vương tọa tử thần, bước xuống thần đàn, biến thành vị quan thi hành giết chóc điên cuồng, nếu như cái chết không đáng kinh sợ, tử thần chỉ đành đích thân thi hành phán quyết. Trái tim Trần Dương đang run rẩy, ông ta đoán Thùy Hỏa sẽ không dễ dàng chết như vậy, nhưng không ngờ tử thần sau 6 lần niết bàn sẽ nắm giữ đao pháp cực kỳ đáng sợ ông ta càng không nghĩ tới việc tử thần sẽ bước xuống thần đàn bổn tôn hóa thành vị quan chấp hành giết chóc đáng sợ nhất thi hành tài quyết và phán quyết trần dương không còn tiếp tục phí sức phân tâm tấn công tôi và bắc minh tú hiện giờ ông ta bắt buộc tập trung toàn bộ lực lượng mới có thể đấu tay đôi với tử thần tài quyết của thủy họa dưới sự hỗ trợ của ngọn gió phục hồi từ phong thập bát vết thương trên người tôi bắt đầu được chữa trị nhanh chóng lớp da thịt nát bấy được khôi phục máu tươi đã cạn khô cũng dần dần tuôn chảy cánh tay xương khô cầm kiếm của tôi từ từ mọc ra máu thịt tươi tốc độ khôi phục khiến tôi thất kinh quay đầu nhìn sang phong thập bát mới hoàn toàn ngộ ra đây không phải là năng lực của ngọn gió phục hồi đây là phong thập bát dùng huyết khí của cô ấy thông qua gió đông truyền hết lên người tôi huyết khí trong cơ thể tôi bắt đầu đầy đặn thân thể của phong thập bát ngược lại sẽ trở nên khô héo thần quang trong mắt cũng mở dần u tối hẳn đi yên tâm ta không chết được đâu giọng phong thập bát khàn khàn nói một câu tôi không đáp lời cô ấy trực tiếp cầm kiếm lao tới giết trần dương cuộc chiến của chúng tôi rất khốc liệt nhưng tôi biết cuộc chiến dưới mặt đất còn thảm khốc hơn chúng tôi kiêm hà cần dùng toàn lực mới có thể kiềm chân ngạo hàn nhưng mà những người còn lại thì sao lưu phong sương và hai sát thần phải luân phiên thi triển ý chí chiến đấu nghịch thiên thế nào mới có thể thoát khỏi bàn tay độc ác của sáu vị thiên tôn vong hồn đại yêu để thất đệ bát sát quân để giết ra một đường máu sự thảm khốc khắc nghiệt ấy tôi thật không dám tưởng tượng điều duy nhất giúp tôi an ủi lòng mình đó là đến tận bây giờ cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi vẫn chưa gọi tên của bọn họ hiện giờ tử thần tài quyết của thùy hỏa đã thành công vây khốn trần dương giúp a lê càng dễ dàng khóa chặt khí cơ của trần dương bắn ra mũi tên hủy diệt chứa đựng nỗi phẫn nộ của nguyệt thần bắc minh tú vẫn đang bốc cháy càng gia tăng áp lực đối với trần dương tiếp đó tôi cầm kiếm anh hùng tiếp tục tham dự vào cuộc chiến cuối cùng trần dương đã cảm nhận thấy sự đe dọa của cái chết ma kiếm uy vũ, quỷ kiếm ảo diệu, ma kiếm kích phát, tôi cũng bắt đầu đốt cháy, đốt cháy sinh cơ của tôi, thiêu dụi thần hồn của tôi, không chết không thôi. Chí cường đạo tổ thì sao chứ, chảm, người của ma đạo đều là kẻ điên, tôi, Thùy Hỏa, Bắc Minh Tú, A Lê, đứng chung một chỗ chính là bốn tên điên, không phải người chết thì ta chết. Thân thể của Trần Dương bắt đầu vỡ vụn, hắc bào trên người rách tả tơi, máu tươi bắn tung tóe cảnh tượng ông ta bây giờ như bị bầy hung thú bao vây địch ở tứ phương động tác của trần dương càng ngày càng chậm chạp gió đã đổi chiều công kích của chúng tôi lại càng mảng càng quyết liệt hơn tài quyết phán quyết bất tử bất quy bất tử bất diệt nguyệt phán, nguyệt nộ quỷ thần minh minh tự tư tự lược gào trần dương rơi vào tuyệt cảnh hiểm nguy hét lên một tiếng gầm vọng thiên hống chứa đựng sự phẫn nộ bất tận đôi mắt đỏ ngầu tiếp đó khí thức thần niệm của ông ta đột nhiên thay đổi uy áp thần niệm của kẻ thường vị toàn bộ bạo phát, hất văng chúng tôi ra xa. Chưa kịp đợi chúng tôi định thần lại, cả người Trần Dương bắt đầu phát ra biến hóa kinh thiên động địa. Một cỗ thần niệm khổng lồ thuộc riêng về hồng hoang xa xưa thức tỉnh trong cơ thể ông ta. Thân thể ông ta dần dần biến tướng, ngũ quan méo mó, sương mù đen dày đặc tràn ra từ cơ thể ông ta, bao bọc lấy xung quanh ông ta. Tình hình biến hóa trước mắt, khiến tôi đột nhiên nhớ tới truyền thuyết liên quan đến vọng thiên hống. Tôi biết, Trần Dương đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Từ bỏ thân phận âm sơn lão tổ, hóa thành thân thú vọng thiên hống. Quá trình này không thể nghịch chuyển, từ giờ tam giới không còn âm sơn lão tổ, chỉ còn lại thượng cổ tử linh hung thú vọng thiên hống. Gào, đây là tiếng gào thuộc riêng về vọng thiên hống thật sự, một con hung thú đáng sợ mà tôi chưa từng được chiêm ngưỡng bao giờ lao ra khỏi sương mù. Thần thông của trí cường đạo tổ, thêm thân thú của vọng thiên hống. Đây mới là hình thái chiến đấu cuối cùng của Trần Dương, cũng là thứ khiến chúng tôi rơi vào tuyệt vọng. chương 693, Thủy Kỳ Lân hiện thân 1. Từ bỏ tôn nghiêm và vinh quang của người sống, hóa thành hung thú tử linh vọng thiên hống, đây chính là sự lựa chọn của trí cường đạo tổ. Sự lựa chọn này khiến chúng tôi rơi vào cảnh tuyệt vọng. Thân thể Trần Dương đã rất cứng cáp, hiện giờ càng là thứ khó lay chuyển. Nhưng cho dù không thể hạ gục, cũng phải tiếp tục chiến đấu. Ma đạo hành sự, có việc gì không phải nghịch thiên cải mệnh. Ý trời không hướng về tôi, kể từ khi cửu long kéo quan, tôi đã sớm giác ngộ, từ đầu đến cuối thứ thiên đạo cho ma đạo chỉ là một tia sinh cơ nhỏ nhoi. Bất luận ma đạo tổ sư thủ đoạn thông thiên, sát phá lang tam phương tứ chính vẫn không thể chọn ra một đại đạo thông thiên. Cuối cùng bất đắc dĩ phải hóa thành hư vô cùng đồng quy với thiên địa. Phỏng thiên hống là hung thú đáng sợ khủng bố nhất mà tôi từng gặp qua, uy lực vượt trên cả nguyên phượng. Nếu như chỉ bàn về huyết mạch và nguyên sơ hỗn độn được kiểm soát, phỏng thiên hống không thể so sánh với thần thú tam đại hỗn độn nhiều nhất chỉ ngang tài ngang sức với kim ô tam túc mà đế tuấn hóa thân thành nhưng mà đừng nhắc đến ngạo phong vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn cho dù có là nguyên phượng tổ sư đã tu hành vạn năm cũng không có kinh nghiệm từng trải bằng vọng thiên hống núi thái âm tồn tại không chỉ mấy vạn năm thân thú vọng thiên hống đã sinh tồn lâu năm hơn mấy thứ cổ xưa trên thế giới này nhiều vọng thiên hống còn có tên gọi khác là khắc tinh của long tộc thực đơn chúng thích là não rồng dân gian lưu truyền tin đồn một hống có thể đấu với ba con rồng và hai con dao, khắc bọn chúng lên hoa biểu vì để giám sát hoàng đế. Trên thực tế, vọng Thiên Hống quả thực trời sinh đã khắc chế long tộc, cho dù là tổ long cũng bất lực khi đứng trước nó. Bởi vì tính ăn mòn của nó quá đáng sợ, có thể vẫn đục linh can long mạch. Oán khí trong núi Thái Âm, phân nửa đến từ ý chí tàn hồn của Vọng Thiên Hống. Chẳng qua Vọng Thiên Hống cũng có khắc tinh của bản thân nó, Thủy Kỳ Lân trưởng quản đại địa chính là thiên địch của Vọng Thiên Hống bất luận oán khí nồng nặc ra sao, chỉ cần là sinh vật hệ tử linh đều bị thủy kỳ lân chấn áp. so với con cự long oán niệm trong quy khư, thì vọng thiên hống mà trần dương hóa thân nhỏ hơn khá nhiều, nhưng uy lực hủy diệt lại không hề kém cạnh. sức mạnh cường đại của cự long oán niệm đến từ vong hồn của vạn tộc cổ chiến trường, sức mạnh của vọng thiên hống lại đến từ bản thân của nó, dung hợp với thần niệm của trí cường đạo tổ trần dương. lúc này đây, sau khi cử thiên phong chủ phong thập bát đem toàn bộ huyết khí của cô ấy truyền hết sang cho tôi cả người hóa thành cơn gió mờ ảo, sinh cơ đồng thời yếu ớt mỏng manh. Bác Minh Tú đốt cháy bản thân, thần hồn bây giờ sơ xác, sinh cơ lay lắt như ngọn đèn dầu trước gió. duy nhất chỉ còn mỗi chiến ý. hoàn cảnh của tôi và ông ấy cũng không khác gì mấy. trong trận chiến lúc nãy, ma kiếm và quỷ kiếm đều đã kích phát đến cực hạn. mà tâm tiêu hao quá nhiều, lồng ngực đau nhói âm ỉ. mũi tên của A Lê sớm đã không đơn thuần là tiến tiên vũ kinh linh, mà là nguyện nộ thần niệm của cô bé cũng không còn sót lại bao nhiêu, thậm chí thần cách bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ vỡ vụn. Nhục thân của ngạo phong đã tan thành mây khói, chỉ còn sót lại long hồn gửi gắm trong long châu, được A Lê ôm vào người. Chỉ có Thùy Họa, sát khí hừng hực vẫn giống như đao trong tay cô ấy. Thùy Họa sáu lần nhất bàn, thực lực đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong thiên tôn, không đơn giản như vậy, lực nguyên sơ hỗn độn của thái cổ minh giới mà cô ấy điều khiển đã được cải thiện khá nhiều nếu như trần dương không lựa chọn diễn hóa thành thân thú vọng thiên hống thì dưới sự khống chế của thùy họa chúng tôi quả thật có khả năng giết chết ông ta đáng tiếc ông ta đã đưa ra sự lựa chọn cuối cùng trận đấu bất đắc dĩ phải tiến hành lại từ đầu có đáng không thùy họa nói tất cả những thứ lớn mạnh cuối cùng đều phải quay về nguyên sơ hỗn độn đại đạo bất quá chỉ là vẻ bề ngoài nguyên sơ hỗn độn mới là sự lựa chọn cuối cùng từ lâu về trước ngươi đã lĩnh ngộ được điều này không phải sao giọng nói của trần dương phát ra từ cổ họng của vọng thiên hống vô cùng âm độc xem ra ông ta vẫn giữ được linh thức của bản thân cho dù ta có thần vị của tử thần nhưng cũng có tôn nghiêm của người sống mà ngươi bây giờ chẳng là thứ gì cả không thuộc về trời đất không thể nào sinh tồn cùng người sống trên thế gian này sẽ không còn âm sơn lão tổ chỉ còn lại thứ quái vật xấu xí ghê tởm khiến người khác buồn nôn sau khi phong thần thùy hỏa đã bắt đầu giác ngộ về nguyên sơ hỗn độn mà thái cổ minh giới tử thần thiếp quản cuối cùng trải qua từng lần niết bàn đạo phá quân bị nguyên sơ hỗn độn của tử thần hấp thụ dung hòa mà cô ấy cũng thành công bước ra khỏi hệ thống tu hành đạo môn tuy nhiên cho dù cô ấy biến thành tử thần vẫn có tình có nghĩa như trước vẫn là tướng phá quân của ma đạo tôi thế nhưng trần dương không giống vậy vọng thiên hống là thứ tả ác vốn dĩ sinh ra vì hủy diệt chủ ếm tất cả người sống trên đời tất nhiên không thể tồn tại cùng bất kỳ người sống nào trên thực tế ngay thời khắc trần dương hóa thân thành vọng thiên hống Ông ta đã đoạn tuyệt với mọi nhân quả liên quan đến người sống. Chương 694, Thủy Kỳ Lân Hiện Thân 2. Nhìn có vẻ giống thủy hỏa, đều vì lựa chọn lực nguyên sơ hỗn độn, nhưng đáng tiếc kết quả sau khi lựa chọn rõ ràng khác nhau. Một người đứng trong địa ngục ngước nhìn về phía thiên đường, một người cam nguyện vướng thân vào chốn địa ngục nhân gian. Nói hay lắm, nhưng ta biến thành bộ dạng này không phải do ma đạo các ngươi hại đó sao? Nếu đã gieo nghiệp ác thì chuẩn bị gánh lấy hậu quả đi. Nói xong, thân thú đáng sợ khủng khiếp của Trần Dương uốn người tạo thành tư thế xuất chiêu hủy diệt. Mắt thú cực lớn âm hiểm quét qua chúng tôi, cuối cùng mục tiêu nhắm tới chính là Bắc Minh Tú. Bắc Minh Tú phản bội Âm Sơn Tổ Đình, nỗi căm phẫn của Trần Dương đối với ông ấy còn sâu nặng hơn tôi. Một loạt trận chiến gian khổ lại thêm điên cuồng đốt cháy sinh mệnh, bây giờ Bắc Minh Tú bất luận là sinh cơ hay thần niệm đều đã trơ trọi bên mép vực, thần hồn yếu ớt vô cùng. Sau khi bị vọng thiên hống khóa chặt khí cơ, Bắc Minh Tú không hề có ý định chạy trốn thoát thân, ngược lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nếu như bây giờ ngươi đồng ý quay về âm sơn, thay ta truyền pháp, ta sẽ tha chết cho ngươi. Trần Dương hóa thành vọng thiên hống, cho dù lý trí vẫn còn, nhưng đã không thể tiếp tục cai quản âm sơn pháp mạch. Ông ta bắt buộc phải tìm truyền nhân, thay thế ông ta thừa kế âm sơn pháp mạch. Không còn ai thích hợp hơn Bắc Minh Tú, nếu như ông ấy thật sự đồng ý quay về âm sơn. Đáng tiếc, ông không thể cho ta thứ ta muốn bác minh tú điềm đạm nói thiên đạo không có ở đây tất cả mọi thứ ở nhân gian ngươi muốn gì ta đều có thể giúp ngươi giành lấy trần dương nói tôn nghiêm và vinh quang của sinh mệnh ông cũng cho ta được sao bác minh tú hỏi trần dương trầm mặc quả thực ông ta không thể ban phát những thứ này bởi vì đến cả bản thân ông ta cũng đã đánh mất nó rồi trầm mặc một hồi trần dương bắt đầu lộ ra mấy phần hối hận nhưng chẳng mấy chốc tất cả sự nuối tiếc của ông ta chuyển sang tức giận căm phẫn tột cùng chìm đắm trong cơn thịnh nộ đã đánh mất đi tia lý trí cuối cùng của trần dương sự hung ác tàn bạo đã bá chiếm thần hồn của ông ta chính lúc ông ta chuẩn bị phát động đòn hủy diệt tấn công bắc minh tú từ đám mây phương xa bỗng chuyển đến một cỗ thần niệm vô hình khí khái cỗ thần niệm đặc biệt ngang tàng tuyệt đối mang cấp bậc đạo tổ trần dương lập tức cảnh giác bởi vì ông ta âm thầm ngửi thấy mùi nguy hiểm đáng sợ từ trong thần niệm bản thân Trần Dương đã là trí cường đạo tổ, kẻ có thể khiến ông ta e sợ tại tam giới vốn không nhiều. Mà đạo tổ sư đã hóa thành hư vô cùng đồng quy với thiên địa, chỉ còn mỗi mình cửu u nữ đế. Nhưng mà thần niệm hiển nhiên không thuộc về nữ đế, khiến ông ta dối rắm khó hiểu. Ông ta không cần suy giả đón non quá lâu, bởi vì chẳng mấy chốc yến tháp đã có mặt ở nơi này. Ông vẫn mặc hán phục màu đen, chỉ là không trang bị kiếm thuần quân quý báu vô song. Nhân tộc muốn tham gia cuộc chiến phong thần sao hả? Nhìn thấy Yến Tháp, Trần Dương có chút ngạc nhiên, nhân tộc sẽ không đứng về phía nào hết, nhưng riêng ta sẽ làm vậy. Yến Tháp nói, tại sao chứ? Đệ tử Ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng. Khi Yến Tháp nói ra tám chữ này, cờ chiêu hồn trong huyền quan tôi đột nhiên chấn động dữ dội. Từ khi nhân gian truyền đến tin tức từ Phúc Thay Thế Yến Tháp tiếp quản tổng bộ khoa linh dị, Khương Tuyết Dương đã suy đoán ra thân phận của Yến Tháp. Đến tận đêm trước khi Ma đạo xuất binh đánh cổ điện núi Hạ Lan, Khương Tuyết Dương mới đưa ra kết luận Yến Tháp, chắc hẳn là người của Ma đạo tôi, từ khi tiến vào cổ địa núi Hạ Lan, tôi vẫn luôn đợi ông ấy. Thật không ngờ đến tận bây giờ ông ấy mới xuất hiện. Ông đến trễ rồi, Thùy Họa lạnh giọng nói. Không trễ đâu, vừa kịp lúc, nói xong, Yến Tháp tiến về phía Vọng Thiên Hống mà Âm Sơn lão tổ hóa thành. So với thân thú khổng lồ của Vọng Thiên Hống, thân hình của Yến Tháp hiển nhiên rất gầy gò, cũng rất nhỏ bé. Với lại thần niệm uy áp mà ông ấy thể hiện ra ngoài, vẫn kém xa so với Trần Dương nhưng mà trần dương có cảm giác đụng độ với đại địch một loại áp lực vô hình chưa từng có người rốt cuộc là ai trần dương nói nếu như ta nhớ không lầm thì con vọng thiên hống đã hóa thành núi thái âm kia chắc hẳn bị thủy kỳ lân giết chết đạo tàng có ghi chép vọng thiên hống quả thực bị thần thú hỗn độn thủy kỳ lân giết chết sau khi chết thi thể hóa thành núi thái âm nghe yến thắp nhắc đến điều này tôi cuối cùng đã nghĩ thông ông ấy vì sao bây giờ mới xuất hiện ông ấy quả thực không hề đến trễ chỉ vì ông ấy vẫn luôn chờ đợi, đợi Trần Dương đưa ra quyết định cuối cùng, hóa thân thành vọng thiên hống. Bởi vì chỉ khi nào Trần Dương hóa thành vọng thiên hống, Yến Tháp mới chắc chắn bản thân đủ khả năng giết chết ông ta. Nếu không, với cấp bậc hiện giờ của Trần Dương, cho dù một tàn hồn thành công thoát thân, đối với ma đạo cũng là mối hiểm họa tiềm tàn. Chí cường đạo tổ chính là chí cường đạo tổ, một tàn hồn nhỏ nhoi cũng là chí cường đạo tổ. Sau khi biến thành vọng thiên hống, thần hồn sẽ bị trói buộc trong thân thú không cách nào chạy thoát, mãi đến khi thân tử hồn tiêu. Đáng tiếc, trên thế giới này đã không còn Thủy Kỳ Lân nữa. Trần Dương nói, còn đó, ta chính là Thủy Kỳ Lân. Yến Tháp nói, chương 695, Tử Thần Tài Quyết một. Yến Tháp hiện thân, khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Vọng Thiên Hống do Trần Dương hóa thành thực sự rất mạnh, nhưng Thủy Kỳ Lân là thiên địch của nó. Đi thôi, tạm thời chúng ta không thể nhúng tay vào chiến cục ở đây được. Sau khi nói xong, tôi bắt đầu phi thân xuống tình hình chiến đấu bên dưới rất thê thảm, 200 vạn đại quân của ma đạo bị thương vong nặng nề. Kiếm trận tam tài tứ tượng của Kiêm Hà đã bị phá vỡ, khi chúng tôi hiện thân, băng xương cự long mà ngạo hàn hóa thành đang dùng hết sức để truy sát cô ấy. Hai đại sát thần dùng toàn lực chiến đấu chống lại bốn vong hồn đại yêu cấp thiên tôn, và bạch như xương một mình đối kháng với hai vong hồn đại yêu còn lại, toàn thân đẫm máu. Cho dù đó là Kiêm Hà, tổ hợp sát thần hay lưu phong xương, họ cũng đều đang thiêu đốt thần hồn mà chiến đấu. Trong số đó, bộ dạng của Kiêm Hà là đáng thương nhất, tất cả 12 huyễn ảnh đều bị phá vỡ, bổn tôn toàn thân đầy máu, ánh mắt đờ đẫn. Khi chúng tôi hiện thân, Kiêm Hà đang bị đóng băng tại chỗ bởi tử vong xương đông của Ngạo Hàn. Khoảnh khắc tiếp theo, băng xương cự long do Ngạo Hàn hóa thành vươn ra vuốt rồng khổng lồ hướng về phía đầu Kiêm Hà mà xuống tay. Chỉ cần phát này chúng đích, Kiêm Hà sẽ không có cơ hội sống sót nào. Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp, bột miệng hét lớn, Ngạo Hàn, Ngạo Hàn quay đầu lại nhìn chúng tôi, trong mắt hắn ta đầy vẻ kinh ngạc. Đang lúc hắn ta do dự, Thùy Hỏa cả người và đao biến thành sao băng lao về phía hắn. Thẩm Phán, Tài Quyết, con dao này phá không mà đến, chứa đựng sát khí hủy diệt của tử thần Tài Quyết. Sau khi hoàn thành 6 lần niết bàn, đao của Thùy Hỏa cũng thay đổi, đao của cô ấy có một cái tên mới, gọi là Tài Quyết. Đao Tài Quyết, lửa đen hừng hực, cũng giống với ngọn hỏa diễm trong mắt Thủy Hỏa bây giờ. 6 lần niết bàn của Thùy Hỏa đã có một bộ mặt tử thần mới toanh, vừa rồi là tôi không để ý tới, hiện tại mới phát hiện hỏa diễm Bích Lam trong mắt cô cũng biến thành hắc diễm như đao tài quyết. Màu Bích Lam là một đột biến được tạo ra bởi tử thần ở nhân gian, bởi vì quỷ hỏa và vong linh ở nhân gian khi bùng cháy, ngọn lửa sẽ có màu Bích Lam. Mà quỷ hỏa ở Thái Cổ Minh Giới là màu đen, màu đen mới chính là hình thái diện mạo vốn có của tử thần Thái Cổ Minh Giới, điều này thể hiện quỷ hỏa hiện tại đã có đủ tư cách để vào cung điện ở Thái Cổ Minh Giới. Từ thần sau 6 lần niết bàn giống như vừa trở về từ thái cổ minh giới. Đối mặt với đao tài quyết phá không mà ập đến, Ngạo Hàn không dám giết Kiêm Hàn nữa. Hiên ngang gào lên một tiếng, rất nhanh trên cơ thể băng xương cự long của hắn ta hình thành nên một kết giới băng xương hộ thể vô cùng kiên cố. Một đao chém xuống, chỉ nghe được một tiếng nổ lớn, kết giới băng xương vỡ tan. Ngạo Hàn kinh sợ, bay lên không trung tính trốn thoát. A Lê sớm đã khóa chặt khí thức của hắn, tên tuôn ra như mưa. Cùng lúc đó, quỷ kiếm của Bắc Minh Tú cũng chém về phía ngạo hàn. Băng xương cự long không có máu thịt và hầu như không có điểm yếu. Toàn thân long cốt rắn chắc như kim cương, bất chấp những mũi nguyệt thần chi tiến và hình kiếm khí cọ sát, bổn tôn ngạo hàn chưa bao giờ bị thương. Sinh vật hệ tử linh, trời sinh đã có hiệu quả miễn sát thương từ các đòn tấn công vật lý. Hơn nữa, bất kể là A Lê hay Bắc Minh Tú, họ đã tiêu hao quá nhiều chiến lực khi chiến đấu với Trần Dương ngạo hàn một bên hứng chịu sự tấn công như vũ bão một bên liều mạng chạy thoát trong không trung thùy hỏa đã tìm ra tung tích của hắn trong không trung bất cứ khi nào hắn cố gắng thoát khỏi trận chiến thùy hỏa sẽ tung ra một đao tử thần tài quyết vừa đúng chặt đứt đường chạy của hắn hắn ta có thể bỏ qua các cuộc tấn công của a lê và bắc minh tú nhưng không dám bỏ qua đao tài quyết thùy hỏa vừa rồi một đao phá vỡ kết giới băng xương của hắn đã khiến hắn sợ hãi không thôi từ lúc tôi hiện thân đã liên tục giải phóng hình kiếm khí một cách điên cuồng Niết bàn 6 lần cũng mới tới lực chiến đỉnh cao Thiên Tôn, chỉ có một đòn toàn diện mới có thể đe dọa đến Bổn Tôn Ngạo Hàn. Còn A Lê và Bắc Minh Tú không thể thực sự làm bị thương Ngạo Hàn, vì vậy nếu muốn giết hắn ta, chỉ có thể dựa vào biển kiếm của tôi. Sau khi học được ý nghĩa thật sự của quỷ kiếm, biển kiếm của tôi thậm chí còn lớn mạnh hơn. Vốn dĩ có sức hủy diệt của Thiên Tôn mạnh nhất, hiện tại nó đã trực tiếp đạt đến cấp bậc đỉnh cao Thiên Tôn, thậm chí sẽ còn cao hơn. Biển kiếm luôn là đòn tấn công mạnh nhất của tôi. Nguyên nhân là do biển kiếm là đòn tấn công không sai lệch, sức hủy diệt sinh ra đồng đều, căn bản là không thể né tránh. Ở trong biển kiếm giống như nhận được màn rửa tội bởi hàng ngàn dòng kiếm khí của tôi. Ba người thủy họa liên tục câu giờ cho tôi, chỉ để đợi tôi hoàn thành biển kiếm. Cuối cùng, biển kiếm thành hình, bằng thanh kiếm anh hùng tôi dẫn dắt toàn bộ biển kiếm, tìm thấy thời cơ thích hợp mà đánh úp toàn bộ lên người Ngạo Hàn. Bởi vì Ngạo Hàn vừa mới tránh được phán quyết tử hình của thủy họa cái đuôi quá lớn của hắn không thể tránh được đòn tấn công của tôi nữa. Đã bị kiếm anh hùng của tôi cắm vào sống lưng, tiếng rên rỉ thảm thiết của cự long đã phát ra, sau đó, xác của băng xương cự long khổng lồ bị biển kiếm nhấn chìm. Ngạo Hàn vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng thoát ra khỏi biển kiếm. Tôi giữ chặt thanh kiếm anh hùng và bất động, đồng thời liên tục truyền kiếm khí vào sống lưng hắn ta. Trong ngoài giao thoa, dù Ngạo Hàn có kiên cố đến đâu cũng không thể chịu nổi vết nứt đầu tiên xuất hiện từ phía dưới thanh kiếm của tôi ngay sau khi xuất hiện đã nhanh chóng lan dọc theo cột sống đến toàn bộ cơ thể ngạo hàn không thể chịu đựng được nữa hồn lìa khỏi xác lợi nhận sát lục sinh mệnh lực lượng đả thương hồn linh long hồn vừa mới hiện hình đã bị chém bởi đao tài quyết của thủy họa ngọn lửa màu đen rực cháy trực tiếp hóa thành cho bụi long hồn bị diệt cơ thể to lớn của băng xương cự long cũng mất đi chút cảm ứng cuối cùng bị hình kiếm khí của tôi trong ngoài giao thoa mà thịt nát xương tan. Bay phấp phới, giống như đang rơi một trận tuyết lớn. Ngạo hàn chết, vạn yêu sợ hãi. Đợi khi tất cả chúng tôi từ trên không đáp xuống, đại quân quỷ yêu còn sống sót biết rằng tai họa diệt vong đã đến. chương 696, Tử thần Tài Quyết 2 Tiếp theo, toàn bộ cổ địa núi Hạ Lan trở thành chiến trường đột sát của ma đạo. Thùy hỏa đầu tiên khóa chặt mục tiêu vào sát quân thứ bảy, vài đao đã chảm diệt thần hồn, sát quân thứ 8 chết trong tay của Bắc Minh Tú và Lưu Phong Sương, hai trong số 6 vong hồn đại yêu cấp thiên tôn đã chết trước đó, số còn lại bị các chiến tướng thiên tôn ma đạo bao vây giết chết. Sau khi tiêu diệt hết các chiến tướng quỷ yêu, cuộc thi giết chóc của ma đạo bắt đầu. Tôi lần nữa triệu hồi 6 kiếm khí cự long, anh hùng chi kiếm, kiếm khí tung hoành ngang dọc không gian này. Tử thần với 6 lần niết bàn, tử thần tài quyết kết hợp với hồn năng bạo phát, tử thần thu hoạch linh hồn như cỏ rơm. Nguyệt thần quỹ đạo của A Lê bắn tiến điên cuồng, không biết bao nhiêu quỷ yêu đã thiệt mạng dưới tiến thịnh nộ của Nguyệt thần. Sau khi thoát khỏi khó khăn, Kiêm Hà đã khôi phục lại phần nào, triệu tập lại huyễn ảnh, thiết lập lại kiếm trận tam tài tứ tượng, người ở đâu thì sự hủy diệt sẽ được đưa đến đó. Đợi đến khi tên quỷ yêu cuối cùng chết đi, trong liên minh quỷ yêu chỉ còn lại một lá cờ chiêu yêu yên lặng cắm trên mặt đất, nhưng cũng đã nát tươm rồi, không còn nửa điểm thần ý. Trong trận chiến này, Ma đạo đã sử dụng 300 vạn binh lực để tiêu diệt đại quân ngàn vạn của liên minh quỷ yêu Dù là một chiến tướng cấp cao của ma đạo hay một đệ tử ma đạo bình thường Họ đều đang chiến đấu với toàn bộ sinh mệnh của mình Sau cuộc chiến, ma đạo còn sót lại 100 vạn người 200 vạn đệ tử ma đạo đã chết ở cổ địa núi Hạ Lan Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng Dù cho lòng nặng chiếu, nhưng tôi biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc buồn cho họ Bởi vì mặc dù trận chiến trên mặt đất đã kết thúc nhưng trận chiến trên bầu trời vẫn đang diễn ra trận chiến giữa vọng thiên hống và thủy kỳ lân đã xé toạc vô số hư không mỗi lần đối đầu trực diện bên tai của tất cả người ở dưới đất đều vang lên tiếng sấm tác động của năng lượng xung kích hủy diệt rất mạnh mẽ đến cả đạo thể thiên tôn cũng không thể chịu đựng được bầu trời sụp đổ mây mù mịt mờ tiếp đó là mặt đất xung chuyển tựa như động đất trời đất nước toạc giống như thảm họa ngày tận thế vậy cảm thấy tình hình ngày càng nguy hiểm tôi yêu cầu các đệ tử ma đạo nhanh chóng rút khỏi cổ địa núi Hạ Lan. Không hoang thượng cổ, tam đại thần thú rằng co với nhau, xé nát khoảng không, nước biển linh láng. Lúc này, cuộc đối đầu giữa Vọng Thiên Hống và Thủy Kỳ Lân Dường như tái hiện lại trận chiến trong quá khứ. Không lâu sau khi đại quân ma đạo rút khỏi cổ địa núi Hạ Lan, cơ thể to lớn của Thủy Kỳ Lân từ trên trời rơi xuống đất. Dầm một tiếng, núi Hạ Lan sụp đổ, mặt đất lún sâu, khói bụi bốc lên khắp nơi. Trước đó, yến tháp đã giữ chân vọng thiên hống ngăn trận chiến lan xuống hạ giới bây giờ nhận ra rằng ma đạo đã rút khỏi cổ địa núi hạ lan yến tháp thả lỏng người không thể đối kháng với sự tấn công của vọng thiên hống bị vọng thiên hống bắn hạ từ trên không mặc dù thủy kỳ lân là thiên địch kiềm chế vọng thiên hống nhưng trần dương là đạo tổ mạnh nhất thần thông của ông ta vẫn cao hơn yến tháp xét về sức chiến đấu tổng thể vọng thiên hống vẫn chiếm thế thượng phong ngay khi thủy kỳ lân ngã xuống đất cơ thể như núi thái âm của vọng thiên hống đã nhào xuống người anh ta. Thủy kỳ lân nhanh chóng lật lại, ưỡn người, dùng toàn lực dậm mạnh trên mặt đất, trong khoảnh khắc tiếp theo, hai ngọn núi khổng lồ chạm trán nhau trên không chung. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, những hung thú cấp đạo tổ va chạm trực diệt, khoảng không vỡ vụn, ánh sáng bị bóp méo. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng tối, chỉ thấy thủy kỳ lân do yến tháp hóa thành, phần thịt mềm ở cổ bị cắn bởi vọng thiên hống, mặc dù Thủy Kỳ Lân gầm lên nhiều lần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nó. Sau đó, hai đại thần thú thượng cổ tụm lại với nhau, đập mạnh xuống đất, mặt đất bắt đầu nhấp nhô như sóng biển. Đệ tử ma đạo cách đó mười dặm ai nấy đều kinh hãi, nhân gian chưa từng thấy qua một trận chiến như này. Em đi giúp cậu ta, nói xong, Thủy Họa biến thành cú đêm lao vào bóng tối. Trong tất cả chiến tướng của ma đạo, chỉ có Thủy Hỏa có thể duy trì sức chiến đấu đỉnh cao của mình, bởi vì cô chỉ cần hồn năng để khôi phục thần niệm và khôi phục sinh cơ. Những người còn lại, bao gồm cả tôi, đều ở trong tình trạng cạn kiệt sinh lực nghiêm trọng. Sau khi Thủy Hỏa tham chiến, bóng tối và ánh sáng lại càng trở nên hỗn loạn, không thể nhìn rõ tình hình chiến đấu bên trong nữa. Bộ chiến giáp truyền thuyết về người bất tử của Thủy Hỏa đã bị phá vỡ, bây giờ cô ấy đang mặc chiếc hắc bào do hồn năng hóa thành, khả năng phòng thủ thiếu thốn nghiêm trọng. Mặc dù cô ấy có một cơ thể bất tử, nhưng tôi lo lắng rằng cô ấy thương thế nghiêm trọng, không thể được hồi phục kịp thời. Trận chiến tiếp tục trong hỗn loạn, mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển. Thời gian trôi đi rất chậm, đột nhiên, vọng thiên hống gầm lên một tiếng cực kỳ tức giận. Sau đó, tôi thấy một cơn lốc hư không đen tối xuất hiện phía trên vùng sáng ảm đạm. Trái tim tôi đau đớn tột cùng, xoáy lốc hư không hắc ám là biểu tượng của tử thần khi niết bàn. Ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng Thùy Họa sẽ nhập niết bàn thứ bảy không lâu sau khi hoàn thành niết bàn thứ sáu bất luận là hồn năng hay thần niệm của cô ấy đều không thể trợ giúp cô ấy hoàn thành hai lần niết bàn liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn được sau khi thủy họa niết bàn bóng tối ánh sáng bắt đầu thay đổi liên tục vọng thiên hống hết giống rồi lại giống tuy rằng cực kỳ tức giận nhưng thanh âm không ngừng yếu đi sau khi trạng thái này tiếp tục trong một khoảng thời gian ánh sáng và bóng tối dần dần phân tách ra cảnh chiến đấu diễn ra trước mắt mọi người hình ảnh bị đóng băng lớp vảy và áo giáp của thủy kỳ lân gần như bị bong ra hoàn toàn, máu thịt vương vãi, lưng bị vọng thiên hống xé toạc, lộ ra một mảng lớn xương trắng. Dù là thê thảm như vậy nhưng thủy kỳ lân vẫn kiên quyết cắn chặt cổ họng vọng thiên hống không buông. Vọng thiên hống ngoại trừ bị thủy kỳ lân cắn chặt cổ họng ra thì không có nhiều vết thương trên cơ thể. Thế nhưng, giữa đôi mắt mở to đáng sợ của nó đang bị cắm thanh tài quyết của thủy hỏa. chương 697, Ngọc Hoàng mất đi một. Hình ảnh đóng băng trong một thời gian dài theo cùng tiếng chấn động lớn thú thân khổng lồ của vọng thiên hống ngã xuống đất mặt đất xung chuyển khói bụi bay khắp nơi không bao lâu sau khi vọng thiên hống ngã xuống đất thân thể bắt đầu hư hóa biến thành vô vàn dòng khí đen trong làn khí đen này không chỉ có ý chí của vọng thiên hống mà còn có thần hồn của âm sơn lão tổ sau khi chết tất cả khí đen cùng với vô số hồn năng từ hàng vạn vong hồn mất đi trong trận chiến ở cổ điện núi hạ lan đều bị hấp thụ bởi xoáy lốc hư không hắc ám do tử thần niết bàn để lại phía trên không trung trong số những hồn năng này, không thiếu hồn niệm thiên tôn. Trong trận chiến ở núi Hạ Lan, cả ma đạo và liên minh quỷ yêu tổng cộng có 27 vị chiến tướng cấp thiên tôn đã chết đi. Quy mô của cuộc chiến có thể so sánh với ba trận quyết chiến của ma đạo 3.000 năm trước, chỉ là không bằng trận chiến cuối cùng, tam giới liên thủ tấn công đảo Kim Ngao của ma đạo. Trận chiến kết thúc, Thủy Kỳ lân hóa lại thành hình người, Yến Tháp lặng lẽ nằm trên mặt đất, nhìn lên lốc xoáy hư không hắc ám trên bầu trời. Tôi đi những bước nặng nề về phía Yến Tháp, đây là lần thứ bao nhiêu cô ấy niết bàn rồi? Yến Tháp hỏi, lần thứ bảy, tôi đáp, lần niết bàn thứ bảy, tử thần thái cổ minh giới sở hữu thần uy của đạo tổ, lực chiến có thể sánh với phá quân hộ pháp thiên tôn năm đó. Yến Tháp nói, vậy nếu thất bại thì sao? Tôi hỏi, Yến Tháp không trả lời câu hỏi của tôi, bởi vì không ai trong tam giới có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của tôi cả nếu như lần này thùy hỏa có thể niết bàn thành công mà đạo sẽ sở hữu chiến lược đạo tổ thứ ba sau nguyên phượng tổ sư hy hòa và thủy kỳ lân yến tháp khi đó thùy hỏa sẽ có được chiến lược của phá quân hộ pháp thiên tôn phá quân hộ pháp thiên tôn là một huyền thoại của ma đạo nếu phá quân quay trở về đại quân ma đạo sẽ không bao giờ thiếu đi dũng khí nữa nơi này không thiếu hồn năng nhưng cô ấy mới hoàn thành lần niết bàn thứ sáu không bao lâu thần hồn còn trong giai đoạn sơ sinh yếu ớt liệu có thể chịu được thống khổ của lần niết bàn thứ bảy như người xưa vẫn nói, giữa sự sống và cái chết luôn là sự sợ hãi. Thần hồn khi niết bàn như sống trong địa ngục vô tận của sự sợ hãi và đau đớn. Thùy hỏa thực sự có thể chống chọi qua được sao? Đương lúc đại quân ma đạo đang háo hức chờ đợi sự tái sinh sau niết bàn, thì một chuyện lớn đã xảy ra trên thiên giới. Thiên đình, nam thiên môn, tất cả chính thần và thiên tôn của thiên đạo đều đã yên vị. Bên ngoài nam thiên môn, có 9 con rồng hoàng kim đang bay vút lên, mỗi con rồng được buộc bằng một sợi xích vàng cự long giống thảm thiết, thanh loan khóc ra máu, những ngôi sao trên thiên giới rơi xuống như mưa, tiên nữ giải hoa. Hạo thiên thái tử một thân thường phục, đi bên cạnh mộ dung nguyên duệ cũng mặc thường phục nốt. Bắc cực tử vi đại đế, đông cực thanh hoa đại đế, nam cực trường sinh đại đế và tây cực câu trần đại đế, bốn vị đứng ở bốn góc khiêng quan tài bằng vàng. Cửu thiên đãng ma tổ sư đỡ quan tài đi trước, đi đến bên ngoài nam thiên môn, cửu thiên đãng ma tổ sư đọc văn tế, chúng thần thiên giới khóc nấc, cả bầu trời đều mờ mịt. Một lát sau, chín con rồng hoàng kim kéo chiếc quan tài bằng vàng chứa xương cốt của Ngọc Hoàng, bay hướng về hư không vũ trụ. Chín con rồng dần bay đi, cuối cùng bị hư không vũ trụ nuốt chừng. Chư thần đứng trầm mặc, một lúc lâu sau, mộ dung nguyên duệ dung chuyển cờ chiêu hồn của tiên đạo. Rồi một thanh âm lớn nhanh chóng chuyển khắp tam giới, tiên đạo tổ sư, Ngọc Hoàng đại đế ngã xuống. Tổ đình nhân đạo, hàm cốc quan. Khi tin tức về cái chết của Ngọc Hoàng Đại Đế truyền đến, Đạo Đức Thiên Tôn đang giảng kinh. Tinh thần của ông ta rất tốt, Thọ Nguyên không có dấu hiệu cạn kiệt. Thế nhưng, khi tin tức về sự mất đi của Ngọc Hoàng truyền đến Hàm Cốc Quan, cơ thể của Đạo Đức Thiên Tôn cứng đờ, mái tóc trong phút chốc đã biến thành màu trắng. Lôi Hải Tây Thiên, Đầu Mẫu Nguyên Quân bước xuống khỏi vương tọa Lôi Thần. 36 mặt lôi cổ đồng loạt vang lên, mưa gió bão bùng, sấm sét cuồn cuộn. Âm ti, bác âm đại đế châu khất đã dẫn dắt chư thần của âm ti, ngước lên bầu trời để gửi gắm thương tiếc. Thập điện diêm quân rời khỏi thần điện, tứ đại phán quan cầm bút rồi đứng dậy. Trên cầu nại hà, mạnh bà cầm trên tay muôi canh, rất lâu cũng không nhúc nhích. Ở sông Vong Xuyên, những vong hồn không còn kêu la nữa. Ngay cả địa tạng vương thiên tôn, người đang ở nơi sâu nhất của 18 tầng địa ngục, cũng thở dài thường thượt vào ngay lúc này. Cửu u nữ đế leo lên vực trả hồn, mang theo một bình rượu đi đến nơi Ma đạo tổ sư tử trận. Người đi rồi, hắn cũng đi theo. Nhân gian, tượng thần đạo môn rơi lệ, càng không biết có bao nhiêu tín đồ nhân loại vì thương tiếc cái chết của Ngọc Hoàng mà bi thương. Cái chết của Ngọc Hoàng khiến tam giới bị tổn hại nghiêm trọng, rồi sau đó, một câu hỏi nổi lên trong lòng tất cả mọi người trong tam giới. Trên đời này thật sự có thể trường sinh sao? Cùng với tư cách là đạo tổ, ngay cả Trần Dương càng là đạo tổ mạnh nhất, cái chết của ông ta lại chẳng là gì so với Ngọc Hoàng chương 698, Ngọc Hoàng mất đi khai. Mặc dù ông ta đã từng rất vĩ đại, âm sơn Pháp Mạch từng được biết đến như đạo môn thứ tư ở nhân gian, nhưng mọi thứ đã tan thành mây khói kể từ khi ông ta chọn hóa thành vọng thiên hống. Sự tồn tại ngắn ngủi của liên minh quỷ yêu, càng giống như một bài kiểm tra của vận mệnh đối với ma đạo vậy. Từ đầu đến cuối, cả nhân, tiên hai đạo và âm ti đều không xem liên minh quỷ yêu ra gì. Khi đó, âm sơn Pháp Mạch không đủ tư cách tham gia trận chiến phong thần năm đó, liên minh quỷ yêu hôm nay cũng vậy. Nữ oa dở thủ đoạn, muốn bày một sát cục cho ma đạo, nhưng người cuối cùng lãnh hậu quả lại là âm sơn lão tổ Trần Dương. Mất cả trì lẫn trài, thậm chí con át chủ bài là cờ chiêu yêu cũng đã cắm xuống cổ địa núi Hạ Lan. Cái chết của Trần Dương không đáng nhắc tới, nhưng sự mất đi của Ngọc Hoàng Đại Đế đã để lại dòng lưu bút nặng nề trong đạo tàng, đồng thời làm thay đổi cục diện của tam giới. Uy lực của Hạo Thiên Thái Tử không đủ để chấn áp các vị thần, tư lực của mộ dung nguyên rơi ít ỏi, chỗ dựa lớn nhất đến từ song kiếm tử thanh trong tay cô ấy. Khí số tiên đạo giảm mạnh, mọi phương diện đều sụt giảm, nhân đạo và âm ti khí số lại tăng vọt. Còn về khí số ma đạo, chỉ phụ thuộc vào thủy hỏa có thể thành công hoàn thành lần niết bàn thứ bảy hay không. Chỉ dựa vào sát phá lang tam phương tứ chính thì không thể khiến ma đạo nhảy ra khỏi ván cờ vận mệnh, điều này đã được chứng minh trong cuộc chiến phong thần 3.000 năm trước. Nên ma đạo tổ sư tranh thủ trước và sau khi chết đi tính toán tất cả thiên cơ, cố gắng giành lấy công lực ngoại tại để ma đạo có thể khai thiên lập địa. Bây giờ ma đạo trước sau đã có tổ Long Ngạo Phong cùng Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa và Thủy Kỳ Lân Yến Tháp trong trận này cũng đã quy vị, công lực ngoại tại đã đầy đủ. Chỉ đợi Thủy Hòa Niết Bàn trở về, thì khí số ma đạo sẽ bùng nổ điên cuồng, đến mức trước đây chưa từng có. Nếu như Niết Bàn thất bại, đòn đả kích dáng vào ma đạo sẽ còn nặng nề hơn đòn dáng xuống tiên đạo do sự mất đi của Ngọc Hoàng. Không chỉ mất đi sức mạnh của mệnh bàn sát phá lang, Ma đạo còn mất đi quân hồn. Nền tảng của ma đạo đã mỏng yếu, trận chiến ở cổ điện núi Hạ Lan lại gây ra thương vong nặng nề. Nếu như thủy hỏa Niết Bàn thất bại, ma đạo chỉ có thể lần nữa lui vào trong quy khư, không biết lần sau lại xuất thế sẽ là năm nào tháng nào nữa. Mấu chốt nhất là, cho dù sau này chúng tôi lấy lại được thực lực, không có quân hồn ma đạo lấy gì để chiến đấu. Có lẽ nó sẽ giống như 3.000 năm trước, sau sự sụp đổ của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, ma đạo sẽ không tái xuất nữa phía trên không trung cổ địa núi hạ lan lốc xoáy hư không hắc ám đang chậm rãi xoay tròn vô tận khí đen hút vào trong đó và rồi một tia khí đen cuối cùng đã bị lốc xoáy hư không nuốt chừng sự chờ đợi lâu dài dường như cũng đã đến hồi kết thúc tôi nín thở thầm niệm tên thùy hỏa trong lòng không ngừng gọi cô ấy không chỉ ma đạo háo hức mong chờ tử thần trở về mà cao thủ trong tam giới cũng đang theo dõi sát sao mọi việc diễn ra nơi đây vòng xoáy hư không hắc ám hội tụ tại hướng trung tâm bắt đầu có rút lại đợi khi toàn bộ lực lượng tập trung tại một điểm ánh sáng và bóng tối nơi sâu thẳm vòng xoáy hư không hắc ám bắt đầu lay động bóng người đột nhiên xuất hiện cùng với sự giao động của ánh sáng và bóng tối thủy họa từ chỗ sâu trong vòng xoáy hư không hắc ám bước đến nhân gian sau khi thủy họa xuất hiện vòng xoáy hư không hắc ám theo đó cũng tiêu tan đây là một dung nhan đẹp vô cùng và cũng là dung nhan hằn sâu trong ký ức của tôi đôi mắt đen trắng trong veo đôi môi đỏ mọng dịu dàng mặc một chiếc váy đỏ thân ảnh thật lay động lòng người. Vẻ mặt cô ấy tỏ ra khó hiểu, ánh mắt đảo qua một lượt, mãi đến khi nhìn thấy tôi trong đám đông, mới yên tâm phần nào, nhẹ nhàng nhấc từng gót sen, đạp lên hư không mà bước về phía tôi. Không còn mái tóc trắng toát, cũng không còn diện mạo của tử thần nữa. Thùy họa niết bàn trùng sinh đã trở thành hoàng hà nương nương ở thôn Hạ Bá. Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi của Thùy họa, lòng tôi bắt đầu có chút trùng xuống từ trên người cô ấy tôi không còn cảm nhận được nửa điểm uy áp thần niệm của một kẻ trên cơ thậm chí thần niệm cũng gần như không tồn tại âm thân mỏng manh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay bởi sát khí còn sót lại trên chiến trường trong mắt cô ấy chỉ có tôi từ đầu đến giờ vẫn chưa từng liếc nhìn đám đệ tử ma đạo bên cạnh tôi một lần nào tôi đã nghĩ rằng thủy họa niết bàn thất bại và sẽ không bao giờ quay trở lại nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ trở lại theo cách này đây lại là thành công hay thất bại đây Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy và tại sao cô ấy lại thành ra như thế này. Tôi nhìn Yến Tháp, Yến Tháp lắc đầu. Tôi nhìn Bắc Minh Tú, ông ấy cũng im lặng. Toàn quân lặng thinh, không ai có thể cho tôi một câu trả lời. Cuối cùng, Thùy Hỏa đến bên cạnh tôi, dứt khoát nói vang, "Em nhận ra anh, anh là Tạ Lan, chồng của em." Mười ngón tay đan nhau, không muốn rời xa lần nào nữa. Chương 699, Phá Quân không về một. Trên thực tế, từ khoảnh khắc Thùy Hòa xuất hiện dưới hình dạng của Hoàng Hà Nương Nương, thì tôi biết rằng cô ấy đã niết bàn thất bại. Nhưng cũng không thể nói là thất bại, bởi vì cô ấy vẫn còn sống. Thùy Hòa quên hết những gì liên quan đến ma đạo, quên mất phá quân, quên cả tử thần. Chỉ nhớ bản thân là một con ma ở sông Hoàng Hà, là một thiếu nữ nhà họ Lâm chết oan uổng từ 400 năm trước. Dĩ nhiên cô ấy không quên tôi, nhớ rằng đã từng gả cho tôi làm vợ, âm dương phối. Sinh tử khiết thoát, dư tử thành tuyết chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Sát khí từ cổ điện núi Hạ Lan khiến cô hoảng sợ, sự khóc thương của các đệ tử ma đạo cũng không khiến cô cảm thấy ấm áp hơn. Cô co do trong vòng tay tôi, đầu không muốn ngẩng lên. Tuy nhiên, khi ôm lấy một thùy hỏa như vậy, trong lòng tôi lại có chút vui sướng. Trong những năm qua, Thùy Hỏa đã tung hoành khắp xa trường, hy sinh thân mình cho ma đạo. Sự dũng cảm của cô ấy sẽ chỉ khiến cô ấy gánh chịu tất cả nỗi đau đớn. Hàn hoang dã tiên, Thùy Hỏa một đau bạc đầu trong núi không minh, Thùy Hỏa để lại một câu, anh hùng vân tập công vị lập, mỹ nhân để đao chấn bát hoang. Tức là anh hùng hội tụ chưa lập công, mỹ nhân vác đao chấn thiên hạ. Thiên trì núi trường bạch, sau khi tôi phong tử thần cho cô ấy, bốn mặt long hồn hạo kỳ nằm trên lưng cô ấy. Trong trận âm sơn, Thùy Họa lần đầu tiên bắt đầu niết bàn dưới đao của Hoàng Sao. Nỗi đau của niết bàn, những ai chưa trải qua thì không thể tưởng tượng ra được. Phải chết tươi một lần, để đổi lấy sự niết bàn, trong quá trình niết bàn lại phải chịu lấy nỗi đau cực đại khi thần hồn bị tan vỡ rồi lần nữa tụ hợp. Thùy họa chưa bao giờ nói ra, dựa vào cơ thể bất tử của tử thần, chiến đấu trở thành quân hồn của ma đạo tôi. Chừng nào cô ấy còn ở đó, đệ tử ma đạo sẽ không bao giờ thiếu tinh thần chiến đấu. Kể từ khi ma đạo xuất hiện trở lại, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Thậm chí, trong 10 năm ở quy khư, cô ấy cũng ngày đêm làm việc, huấn luyện binh lính. Trong thời gian rảnh rỗi, cô ấy đến núi Lưu Ba để trau rồi sát khí, củng cố tu hành. Giáp chưa từng rời thân, đao chưa từng rời tay. Người đời chỉ biết phá quân ma đạo dũng mãnh vô song, nhưng lại không biết, phía sau dũng khí kia ẩn chứa bao nhiêu khổ cực. Nền tảng của ma đạo quá là mỏng manh, dù chỉ một thoáng sợ ý cũng khiến người ta hoảng sợ do sai sót. Trong những năm này, Thùy Họa chưa bao giờ thực sự nghỉ ngơi được một lần. Tại cổ địa núi Hạ Lan, Hai lần niết bàn liên tiếp đã thổi bay ý chí cuối cùng của cô, không thể chịu đựng thêm nữa nên cô đã chọn quên mọi thứ liên quan đến ma đạo, quên đi thân phận và sứ mệnh của mình. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của đệ tử ma đạo, tôi nói cho bọn họ biết, Lâm Tướng Quân không niết bàn thất bại, cô ấy chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Phải, cô ấy chỉ là đang mệt thôi. Trận chiến cổ địa núi Hạ Lan đã kết thúc, đại quân ma đạo quay về Đông Hải. Hành quân cùng với đại đội, Thủy Hỏa luôn tay trong tay bên cạnh tôi. Trên cả đoạn đường cô ấy không hỏi tôi bất kỳ câu nào, chỉ tay trong tay lặng lẽ đi cùng tôi. Cứ như thể như vậy hết cả đời, cô ấy cũng không có vấn đề gì. Ba ngày sau, dưới sự yểm hộ của nhân tộc, đại quân ma đạo đã thành công trở về đình viện quần tinh Bắc đầu ở Đông Hải. Khương Tuyết Dương đã kiểm tra và suy luận cẩn thận cho Thùy Họa, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm ra câu trả lời. Thùy Họa bây giờ ngoài một âm thân không khác gì người thường ra, thì không còn thần thông gì cả, ngay cả thần uy tử thần cũng biến mất. Vẫn may, trong một quãng thời gian ngắn trở lại, Ma Đạo sẽ không có cuộc chiến nào. Ma Đạo đã dùng đại quân 300 vạn để san bằng hẻm núi Hạ Lan, đồng thời cũng để tam giới thấy sức mạnh của Ma Đạo. Với sự quy vị của Yến Tháp, Ma Đạo sở hữu hai vị sức mạnh chiến đấu bậc đạo tổ. Một Ma Đạo như vậy, không ai dám dễ dàng tấn công, trừ khi trực tiếp khai mở một trận quyết chiến. Vốn dĩ, sau khi cuộc chiến ở cổ địa núi Hạ Lan kết thúc, thì trận chiến phong thần sẽ diễn ra ngay lập tức. Nhưng hiện nay, vì sự ra đi của Ngọc Hoàng, tam giới đã tạm thời ổn định đôi chút. Thời gian dường như quay trở lại thời kỳ mặt Pháp, chúng sinh đều có cơ hội để thở. Nhưng tôi biết rằng hòa bình sẽ không kéo dài. Cửu U Nữ Đế đã nói với tôi trong trận núi Tiểu Bạch, rằng thiên đạo không phải do bị mắc kẹt trong kiếp họa không thể thoát ra, mà là ông ta không muốn thoát ra. Chừng nào thiên đạo còn, trận chiến phong thần sẽ là đại kiếp sinh tử mà tam giới không thể tránh khỏi. Trận chiến cổ địa núi Hạ Lan khiến đại quân ma đạo bị tổn thất nặng nề phong thập bát chỉ còn là một tia gió, mà ngạo hàn cũng còn lại một tia thần hồn bản mệnh được bảo lưu trong Long Châu. chương 700, phá quân không về, hai May mắn thay, ở quy khư có rất nhiều linh khí, không thiếu đất đai và núi, biển. Thần cách của phong thập bát vẫn còn đó, cô ấy có thể sử dụng linh khí của trời đất trong quy khư để trùng tụ thân thể. Khương Tuyết Dương đã thiết lập đại trận sinh sinh bất thức hấp thụ địa khí của núi non và thủy khí của đại dương để giúp ngạo phong trùng tụ cơ thể tổ long. Còn những chiến tướng khác của ma đạo, thì sẽ có thuật nguyệt quan của A Lê giúp bọn họ phục hồi thần hồn. Phía trên Đông Hải, đình viện quần tinh bắt đầu của Ma Đạo vẫn tiếp tục được xây dựng. Trong quy khư, những chiến tướng trở về từ trận cổ điện núi Hạ Lan bắt đầu củng cố việc tu hành của họ. Không còn âm sơn pháp mạch, Ma Đạo trở thành sự lựa chọn duy nhất cho vong hồn trong thiên hạ, quân đoàn vong hồn của Ma Đạo bắt đầu lớn mạnh nhanh chóng. Không còn cờ chiêu yêu, Ma Đạo cũng trở thành lựa chọn duy nhất cho yêu tộc trong thiên hạ, đại quân yêu tộc của Ma Đạo bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Sự sụp đổ của Ngọc Hoàng khiến người phàm nhận ra rằng các vị thần cũng không toàn năng, cũng không bất tử. So với sự thờ ơ của nhân, tiên hai đạo thì cuối cùng họ cũng nhận ra những gì ma đạo đã làm cho nhân tộc. Trận núi không minh, loạn dã tiên, trận âm sơn, bao gồm trận chiến cuối cùng ở cổ địa núi Hạ Lan đã gây chấn động tam giới này, mỗi cuộc chiến của ma đạo có thể nói là đều đang bảo vệ lợi ích của nhân tộc. Công đức quá khứ có thể quên, nhưng công đức hiện tại thì rành rành trước mắt ban đầu một số người tu hành nhân tộc đã đến đông hải gia nhập ma đạo và trở thành đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng đồng thời giáo lý của ma đạo cũng bắt đầu từ từ xuất hiện rồi lưu truyền trong nhân gian đời ta vì đâu mà phải chiến đấu là vì muốn an bang trừng trị cái ác tôi chưa từng truyền pháp ở nhân gian chỉ dùng một trận chiến hy sinh mạng sống của mình để truyền bá giáo lý của ma đạo đến cho tất cả chúng sinh trong lục đạo chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loài quỷ thần minh minh tự tư tự lượng đây là sơ tâm của tôi cũng là trách nhiệm của tôi với tư cách là ma đạo tổ sư nhưng cho dù ma đạo có cường đại đến đâu khí số của ma đạo trong cờ chiêu hồn chưa bao giờ tăng lên tôi biết đó là vì thùy họa ma đạo không có tướng phá quân thì không có quân hồn ngày tháng của thùy họa ở quy khư rất yên bình cũng rất hạnh phúc mọi người không ai dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với cô ấy vì sợ làm xáo trộn sự bình yên khó có được của cô ấy Tôi đưa cô ấy đi xem tất cả sông núi của Quy Khư, xem tất cả những cảnh đẹp của Quy Khư. Kể cho cô ấy nghe những thần thoại và truyền thuyết của Quy Khư, giới thiệu lai lịch và khởi nguồn của vạn tộc hồng hoang Quy Khư. Sự hùng vĩ và cao lớn của núi Bất Chu, tuyết rơi quanh năm của núi Côn Ngô và những hàng cây đổ vô tận của núi Không Tang. Cuối cùng, tôi đưa cô ấy đến xa hải nơi chân núi phía nam núi Bắc Minh. Xa hải do màn xuân phong hóa vũ của thanh đế mà giờ đây đã hình thành ốc đảo. Hoa cỏ um tùm, cây cối xanh tươi. Khi đi đến đây, nét mặt của Thùy Hỏa thay đổi, trông thần sắc rất bi thương. Tạ Lan, tại sao nơi này mặt trời chiếu sáng, cảnh sắc lại đẹp đẽ, nhưng em lại cảm thấy nặng nề, khó chịu không nói nên lời. Thùy Hỏa hỏi, bởi vì nơi đây vốn dĩ là một sa mạc, tôi đã kể lại toàn bộ câu chuyện thanh đế hóa thân thành mưa, Thùy Hỏa nghe đến xúc động, nhưng cũng chỉ là xúc động mà thôi. Trong ký ức hiện tại của cô, không có người nào tên gọi là thanh đế, cũng không nhớ một thanh đế đã dùng hết sức lực cuối cùng của thảo nguyên cứu cô trong lần niết bàn thứ năm. đợi sau khi tôi dẫn cô ấy đi hết huy khư và kể lại tất cả những câu chuyện xảy ra ở đây, tôi mang theo thủy hỏa rời khỏi đây, đi đến nhân gian. cha mẹ đã già, lần này về trông còn già hơn. thấy thủy hỏa đã trở lại hình dáng trước đây, cha mẹ thở phào nhẹ nhõm. ma đạo cần một tử thần, nhưng cha mẹ tôi thích nhìn thấy thủy hỏa với dung nhan của một người bình thường hơn. khuôn mặt của tử thần quá kinh người mái tóc trắng làm người ta kinh hãi hơn, ngược lại, chính khuôn mặt hiện tại của Thùy Họa mới khiến bọn họ vui thích. Thùy Họa nhớ được tôi là chồng của cô ấy, vì vậy cô ấy cũng nhớ cha mẹ tôi. Cô ấy hiện giờ đã không còn thần uy, cô ấy như một người con dâu bình thường, ở bên cha mẹ tôi để tận hiếu. Giặt rũ nấu nướng, hiền lành đức độ, khi rảnh rỗi, cô ấy sẽ xem tivi một lúc, hoặc làm một số công việc chân tay, cắt tỉa hoa lá. Giống như một nữ tử bình thường vậy, chỉ khi ăn cơm, cô ấy vẫn không thể ăn được, người ăn cơm, ma người nhang. Có thể thấy cô thích khói lửa nhân gian hơn là ở trong quy khư. Nếu như tôi không phải ma đạo tổ sư, tôi cũng muốn đi hết đời với cô ấy như vậy. Đáng tiếc, cờ chiêu hồn trong huyền quan không khác nào không nhắc nhở, rằng ma đạo cần phá quân trở về. Đêm đó, tôi bắt đầu nói với cô ấy về ma đạo. Điều tôi nói không phải là ma đạo của trước đây, mà là ma đạo của bây giờ, bắt đầu từ đàm cửu long. Tôi không thể luôn luôn im lặng, cái ma đạo cần chính là tử thần mạnh mẽ của thái cổ minh giới không phải thùy họa hiện tại thời gian thiên đạo cho ma đạo không còn nhiều cô ấy phải nhanh chóng tỉnh dậy trong câu chuyện tôi đã không đề cập đến tên của cô ấy thay thế cô ấy trong tất cả câu chuyện liên quan bằng phá quân thùy họa nghe xong trầm mặc không nói sau một hồi im lặng cô ấy đột nhiên hỏi tôi có phải anh đang cố nói với em rằng phá quân trong câu chuyện là em không ừm nếu em không muốn làm phá quân em có thể chỉ làm vợ anh không Tại sao, em cảm thấy phá quân quá mệt mỏi rồi. Thùy họa nhìn tôi đau khổ đáp. chương 701, âm sai ghé thăm một. Câu nói phá quân mệt mỏi quá của Thùy họa khiến tôi buồn vô hạn. Những lời an ủi cũng không thể nói được nữa, chỉ biết ôm cô ấy vào lòng và hôn nhẹ lên gò má. Đôi môi đỏ thắm dịu dàng, đôi má ửng hồng lên. Hàng mi dài run lên vì xúc động, cô ấy chỉ muốn làm vợ, vậy tại sao tôi phải ép cô ấy làm phá quân của ma đạo? Hoặc có lẽ cô ấy không quên thân phận của mình, nhưng khi linh hồn bị thương, những ký ức này đều bị cô ấy chọn lọc để quên đi. Anh có chê em không?" Thùy Hỏa nép vào ngực tôi hỏi. "Sẽ không, những lời như chán ghét làm sao nói được chứ? Chỉ trách phận làm chồng tôi quá kém cỏi, thậm chí không thể cho người phụ nữ của mình một sự an toàn." Thùy Hỏa không muốn tỉnh lại, vậy thì tôi sẽ chịu lấy tất cả gánh nặng thuộc về cô ấy. Không có phá quân, nhưng còn đạo tổ, chiến lực của tôi bây giờ không yếu nhưng tham lam muốn cải ý nghĩa thâm sâu của thần kiếm, nên mãi chưa chứng thiên tôn, nếu lựa chọn chứng thiên tôn, trình độ chiến lực của tôi có thể trực tiếp nâng lên đỉnh cao thiên tôn. Nếu như tôi có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu sắc của thần kiếm rồi mới chứng thiên tôn, ba kiếm hợp nhất sẽ giúp tôi một bước lên mây, trực tiếp nhảy ra khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, sở hữu sức mạnh nguyên sơ hỗn độn, chiến lực sẽ được trực tiếp thăng cấp lên cấp độ của đạo tổ. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm có thể chặn trăm vạn cao thủ, chỉ khi tôi như vậy mới có tư cách bảo vệ người phụ nữ của mình nghĩ về điều này tôi càng khao khát có được ý nghĩa sâu sắc của thần kiếm nhưng thần kiếm miểu miểu nhỏ đến mức khó tìm nhân tiên hai đạo sẽ không thể dạy tôi nghĩa lý của thần kiếm nhân gian lại chỉ có kiếm võ đạo tôi đi đâu để lĩnh hội thần kiếm đây nửa thanh kiếm gãy của thiên đạo chỉ có thể giúp tôi hiểu hơn về ma kiếm và quỷ kiếm nhưng lại không thể khiến tôi bước chân vào cánh cửa thần kiếm một thùy hỏa quên đi ma đạo trông ngây thơ và trong sáng, lại rất dễ xúc động. Tôi thường nói rằng cô ấy quá lãnh đạm, thường hôn mà không cảm nhận được gì. Bây giờ cô ấy không học mà tự biết, cái lưỡi băng lạnh của cô ấy giống như một con rắn nhỏ nhanh nhỏ vậy. Mất đi dung nhan tử thần, tôi có thể nhìn thấy biểu cảm trong mắt cô ấy, thấy sự khao khát tình yêu tận sâu trong tâm hồn cô ấy. Cũng có thể đưa tay chạm vào má cô ấy, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ấy. Trên gối không có sợi tóc trắng xóa nữa, từng sợi tóc đen nhánh áp vào làn da trắng như tuyết, một thùy họa như vậy khiến tôi yêu thương không thôi. Những ngày này, chúng tôi thường cả đêm triền miên, giống như vũ đả ba tiêu, tùy phong tiềm nhập dạ. Tựa như trên biển kinh hồng, mây bồng nơi vu sơn. Đã nếm qua tư vị, thì tình khó mà kiềm được. Ma là âm, âm là nước, nước đại diện sự hiền dịu. Thế nhân chỉ biết rằng ma rất đáng sợ, đó là bởi vì hầu hết thứ họ gặp đều là lệ quỷ, oan hồn, quỷ đòi mạng ít ai biết rằng, khi diễm quỷ phong tình thì trở nên dịu dàng hơn cả người. Chỉ là sự dịu dàng của diễm quỷ không phải là thứ mà người bình thường có thể lĩnh hội được, nếu không phải tôi có đạo thể thiên tôn, e rằng ngày ngày cùng tùy hỏa triền miên như vậy, dương khí cũng sẽ sớm mà cạn kiệt. Trước kia lênh đênh nửa ngày nhàn, bây giờ lại sai xưa trong sự dịu dàng. Trắng nõn tựa tuyết, điểm hồng lốm đốm, một nửa là hàn băng, một nửa là hỏa diễm. Thùy hỏa không muốn tỉnh, hà cớ gì tôi lại không muốn tiếp tục say với cô ấy ba vạn lần như thế chứ tuyết dương nói rằng chuyện của thùy họa không thể gấp được muốn tôi dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy ma đạo nhờ sát phá lang tam tinh mà an cư lạc nghiệp mệt mỏi nhất đương nhiên cũng là ba người chúng tôi thùy họa chiến đấu và sát phạt không ngừng tuyết dương lại có khi nào không cống hiến hết mình cho ma đạo về phần đạo tổ như tôi cờ chiêu hồn trong huyền quan nặng như núi đè ép nhất thời không thở nổi với suy nghĩ này tôi không còn lo lắng về chuyện của Thùy Họa nữa. Ma đạo sinh ra không phải vì chiến tranh, mà là vì muốn chúng sinh hưởng thụ thái bình thịnh vượng, niềm vui trọn vẹn, bi kịch canh nhiệt không phải lúc nào cũng là do ma đạo giàn dựng. Tôi không thể hứa hẹn với đệ tử ma đạo quá nhiều, ít nhất bây giờ tôi có thể cho họ một giây phút bình yên. Thời gian hạnh phúc luôn giống như một ngôi sao băng bay qua, chỉ có đau khổ và thương tiếc trôi đi từng ngày trong một năm vậy. Nhờ sự chiếu cố của khoa linh dị, chúng tôi cùng bố mẹ chuyển đến nhà mới, sống trong khu vườn biệt thự nơi quận hà khúc phân cục khoa linh dị anh trai và chị dâu tôi cũng chuyển đến ở cùng đương nhiên về thân phận của tôi đã được khoa linh dị che giấu rất kỹ ngoại trừ người tu hành và người trong đạo môn không ai biết tôi là ma đạo tổ sư cũng không ai biết thủy họa chính là tướng phá quân của ma đạo về việc tại sao chúng tôi không già đi sau khi thời đại mạt pháp kết thúc thì điều này không còn mới mẻ gì nữa bởi vì chúng tôi thường mặc đạo bào là đạo sĩ tu tập tại nhà đạo sĩ có tu vi là thần tiên lục địa trong mắt người thường, có bản lĩnh cao, duy trì được dung nhan. Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, các đạo sĩ đi dạo khắp nơi trên đường, tu hành trở thành mục tiêu chính của cuộc sống, tiếp đó mới là học tập và làm việc. Từ phúc không hổ là vị nhân sĩ bậc nhất của nhân tộc, để ổn định khí số nhân tộc, ông đã thành lập vô số học viện tu hành ở khắp nơi, dạy cho mọi người phương pháp tu luyện, đối kháng lại với đạo môn và âm ti. Trường 702, âm sai ghé thăm khai. Cú đánh này rất đẹp, vừa hay cái chết của Ngọc Hoàng đã tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của mọi người, sau khi học viện tu hành được thành lập, ngay lập tức nổi tiếng khắp nhân gian. Việc thành lập học viện tu hành đã ngăn chặn sự suy giảm khí số của nhân tộc, đồng thời mang lại cho nhân tộc sức mạnh để tự bảo vệ mình trong trận chiến phong thần sắp đến. Có thể dự đoán được rằng chiến trường giao tranh trong tương lai chắc chắn vẫn sẽ nằm giữa bí cảnh cổ địa và phương ngoại. 3.000 năm mặt Pháp, nhân tộc đã phồn sinh lên ngàn vạn, không còn là thịt cá trên thất nữa, nhân gian sẽ không còn bị tam giới dễ dàng sử dụng làm chiến trường chính của cuộc chiến phong thần nữa bây giờ hai trong số bốn cổ địa lớn đã được mở ra chỉ còn hoang mạc long môn của tây vực cùng cổ địa tam miêu vẫn chưa được mở cái gọi là bốn cổ địa chỉ bốn khu huyền quan nằm giữa trời và đất tích chữ tinh hoa và hấp thụ năng lượng khi tất cả các phong ấn được gỡ bỏ nhân gian sẽ bước vào kỷ nguyên phục hồi linh khí phục hồi linh khí có ích cho chúng sinh thế nhưng việc phục hồi linh khí sẽ dần dần cân bằng hai cực âm dương thiên đạo càng có thể thoát khỏi thảm họa nhân quả một cách ung dung hơn. Tạo ẩn vẫn đang làm việc trong khoa linh dị, đao lưỡng đoạn của cô bé tiến triển thần tốc, bây giờ đã đạt đến sức mạnh nửa bước thiên tôn. Bốn người đao âm cực sinh sát phiên mãn như ý, chỉ còn đợi chứng đạo thể thiên tôn để tu hành đao pháp dương cực. Điều này có thể coi là thỏa mãn sự tiếc nuối trong lòng của Thùy Họa, đao lưỡng đoạn của phá quân đã có truyền thừa ở nhân gian. Tạ Ngọc cuối cùng đã từ bỏ việc tu hành, biết rằng mình với đạo pháp vô duyên, cũng nhận ra rằng cả đời mình với tạ uẩn sẽ không có kết quả nên đã thay đổi tâm ý kết hôn với một nữ tử thế tục hôm nay là ngày cưới của tạ ngọc cô dâu là một cô nương bình thường dung mạo hiền lành dịu dàng uyển chuyển nhìn rất hợp với tạ ngọc cha mẹ rất nhẹ nhõm anh và chị dâu như chút được gánh nặng mặc dù âm dương phối giữa tôi và thùy họa được họ chúc phúc nhưng dù sao họ cũng là người phàm điều khiến họ hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy là một đám cưới thế tục điều quan trọng nhất là có thể lưu lại người lo hương hỏa cho gia đình nhà họ tạ. Ngày kết hôn, tạ ẩn vội vã trở về, gói một phong bì đỏ, gửi một lời chúc phúc, uống một ly rượu mừng, cũng rơi một giọt nước mắt. Tình cảm giữa tạ ẩn và tạ ngọc còn sâu sắc hơn giữa tôi và Thùy Hỏa. Họ đã ở bên nhau từ khi lọt lòng, chưa từng tách rời, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Tạ ngọc trong sáng và tốt bụng, đối xử với mọi người bằng tất cả sự chân thành, tạ ẩn dịu dàng và đoan trang, lại biết ơn công nuôi dạy của nhà họ tạ, hai người ngày đêm bên nhau, làm sao có thể không có tình cảm. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, tạ ngọc không thể tu hành, chúng nó ở bên nhau ắt sẽ không thoát khỏi cấm kỵ của âm dương, âu cũng không phải là phúc khí. Cho dù có thể phá vỡ cấm kỵ âm dương, tạ ẩn có thể sống rất lâu, nhưng tạ ngọc nếu không tu hành cũng chỉ có tuổi thọ ngắn ngủi mấy chục năm, đến lúc đó vẫn là hồng nhan bạch phát, mừng hụt một trận. Trong lúc nâng cốc chúc mừng, tạ ngọc gọi tôi một tiếng chú, gọi Thùy Họa một tiếng thím, sắc mặt không buồn cũng không vui. Trái lại, cô dâu khi biết thân phận của tôi, cô ấy có chút hoảng hốt, tay khẽ run khi nâng cốc trúc rượu. Tôi lấy ra hai viên đan dung chỉ làm quà tân hôn cho bọn họ, đan dung chỉ có thể làm chậm lại sự lão hóa trên mặt bọn họ, cho đến tận bây giờ, sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, đây vẫn là bảo vật vô giá hiếm có. Cô dâu rất vui thích, cảm ơn liên hồi, hôn lễ này, như thể mới diễn ra hôm qua vậy, khiến tôi nhớ lại mình của trước đây. Chỉ ghen tị với uyên ương chứ không ghen tị với thần tiên, nếu người trong thiên hạ đều có tình có nghĩa, vậy tam đạo không tồn tại thì cũng có làm sao? Tạo ẩn thích tạ ngọc, tại sao họ không thể ở bên nhau? Sau khi hai vợ chồng đi xa, Thùy Họa hỏi tôi. Bởi vì âm dương cấm kỵ, tôi trả lời, còn chúng ta thì sao? Chúng ta là thiên đạo bỏ qua cho, tại sao thiên đạo lại ngó lơ chúng ta? Bởi vì chúng ta căn bản không xem thiên đạo ra gì, chúng ta là đệ tử ma đạo. Nghe tôi nhắc đến ma đạo, Thùy Họa im lặng không nói. Thùy hỏa ở lại quận Hà Khúc không màng quân sự bên Ma Đạo, mặc dù tôi đi lại giữa Hà Khúc và Đông Hải Quy Khư, nhưng tôi đều rất vui vẻ. Đại nghiệp của Ma Đạo đang trên đà bùng nổ, giáo lý của Ma Đạo được truyền miệng khắp nhân gian, chỉ còn một việc đáng tiếc, là khí số Ma Đạo do Thùy hỏa mãi không chịu thức tỉnh nên cứ thế dậm chân tại chỗ. Kiêm Hà thường đến nhà tôi, mỗi lần cô ấy đến, chỉ cần cô ấy vô ý giải phóng một tiêu uy áp thần niệm cấp thiên tôn, đều sẽ khiến Thùy hỏa hoảng sợ không ngớt. Trước đây, Kiêm Hà vô cùng kiêng nể Thùy Họa, nhưng từ sau khi cô ấy biến thành một cô nương yếu ớt, cuối cùng thì Kiêm Hà mới có chút nở mặt nở mày. Thời gian trôi nhanh, trước mắt đã qua 3 năm, sắc trời vào đêm, không khí càng thêm lạnh lẽo. Thùy Họa gặp ác mộng, ngồi dậy lay tôi tỉnh, vẻ mặt hốt hoảng nói, tạ lan, bên ngoài có người. Ai chứ, hình như là âm sai. Trong giọng nói của Thùy Họa lộ ra vẻ sợ hãi. chương 703, cung tiến song thân, một khi thùy họa nói ra hai chữ âm sai trên mặt toàn là vẻ sợ hãi khủng bố nếu như vẫn là tướng phá quân tử thần của thái cổ minh giới của lúc trước đừng nói là âm sai dù cho âm soái có đến thì cô ấy cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái nhưng hiện tại cô ấy chỉ biết bản thân là một cô hồn bên trong sông hoàng hà làm sao lại không sợ âm sai cho được tôi ngồi dậy mặc quần áo vào ra cửa hỏi cô ấy có muốn cùng đi xem thử không thùy họa nghĩ một chút gật gật đầu biệt thự này không phải cái biệt thự đề phòng nghiêm ngặt như của khoa linh dị mà chỉ là một hộ dân bình thường thôi. Trong hoa viên, mưa gió mịt mù, một mảng đen tối. Thùy họa nắm lấy góc áo của tôi, đi theo phía sau, không dám thở mạnh. Từ lúc Thùy họa nói có âm sai đến, thì tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của họ rồi. Kẻ đến không phải âm sai bình thường, mà là hắc bạch vô thường, ngoài ra còn có một phán quan của âm ti, chính là phán quan ngụy trinh của thường thiện ti năm đó ở núi Tiểu Bạch bị tôi ép phế bỏ tu vi. Thật ra, chuyện ma đạo tổ sư ở Hà Khúc cả tam giới đều biết rõ. Vậy nên khi thấy Ngụy Trinh đến đây, tôi có hơi hoang mang. Những năm nay, âm ti luôn điệu thấp, thiên đạo không xuất hiện, âm ti không thể đột nhiên gây khó dễ cho ma đạo được. Tôi liền lập tức phóng thần niệm ra, mới biết trừ ba người họ cũng không có người nào khác của âm ti đến đây. Tôi với Hắc Bạch vô thường xem như người quen cũ, khi trận chiến giã tiên xảy ra, tôi từng bị họ âm thầm dẫn hồn phách đi, nếu như không phải cửu u nữ đế cho tôi một viên tụ linh đan thì lúc đó tôi xém chút đã mất mạng rồi. Hiện tại nhìn thấy tôi, hắc bạch vô thường nơm nớp lo sợ, cúi đầu xuống, đến cả dũng khí nhìn tôi cũng không có. Ngụy Trinh tôi cũng rất quen thuộc, ở trận chiến núi Tiểu Bạch bị tôi phế bỏ tu vi, bất quá bộ dáng hắn hiện tại lại cứng nhắc như sắt thép. Tứ đại phán quan và mười điện diêm quân đều là người bảo vệ của lục đạo luân hồi, ngay cả trong trận chiến phong thần đạo môn cũng không hề xem họ là kẻ địch. Còn các thế lực khác của âm ti, hơn phân nửa là do chính thiên đạo sắc phong, là thế lực thiên đạo bồi dưỡng để khống chế âm ti, cũng giống như khi sắc phong chúng thần trên thiên đình vậy. Hương khói của phán quan ngụy Trinh của thưởng thiện ti ở nhân gian rất thịnh vượng, rất được dân chúng kính yêu. Ngụy Trinh sinh thời chính là minh quan, vì dân làm chủ, sau khi chết thì làm phán quan, trước sau vẫn thanh liêm, giữ vững phong cách làm việc như cũ. Tuy rằng tôi vì không nén được giận mà phế đi tu vi của hắn, nhưng trong lòng đối với hắn vẫn có vài phần hảo cảm. Thấy tôi rút kiếm đi về phía họ, Ngụy Trinh đứng thẳng người, bắt đầu chỉnh trang lại y phục. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, phán quan Ngụy Trinh của thường thiện ti bái kiến ma đạo tổ sư, bái kiến Lâm tướng quân. Ngụy Trinh dùng lễ đệ tử bái kiến tôi. Bái tôi? Tôi bình tĩnh nhận. Bái thủy hỏa, thủy hỏa lại không dám nhận, trốn sau lưng tôi không dám ra. Thấy vậy, Ngụy Trinh lộ ra vài phần kinh ngạc nhưng cũng không dám hỏi nhiều phúc sinh vô lượng thiên tôn ngụy phán quan đến đây có chuyện gì tôi hỏi đạo tổ hạ quan đến đây vì lệnh tôn cái gì nghe ngụy trinh nói lòng tôi liền giật mình tỉnh ra đúng vậy thọ nguyên của cha tôi đã đến giới hạn tuy rằng không mang bệnh tật nhưng dù sao ông ấy cũng không phải người tu hành không thể nào đột phá thọ nguyên của phàm nhân chỉ có tu đạo mới có thể nghịch thiên cải mệnh không nhập luân hồi thọ nguyên hết rồi thì dù tôi có là ma đạo tổ sư cũng không thể cưỡng ép giữ ông ấy lại nhân gian. Tôi cũng sẽ không làm vậy, đây là nhân quả số mệnh của họ, không ai có thể quấy rối. Sinh tử luân hồi là do hậu thổ nương nương mưu cầu cho chúng sinh lục đạo, xả thân sáng lập ra trật tự pháp tắc, đáng giá để chúng sinh kính sợ. Cố chấp quấy rối, tôi liền biến thành kẻ phá hoại trật tự, vi phạm lý niệm chúng sinh bình đẳng của ma đạo. Thấy tôi trầm mặc, đến cả ngụy trinh sinh thời thiết diện vô tư cũng không dám ép hỏi, yên tĩnh chờ đợi. Tôi là ma đạo tổ sư, chỉ cần tôi không đồng ý câu hồn, thì dù Diêm Vương ra có đến cũng chỉ có thể nhượng bộ lùi bước. Tạ Lan của hiện tại, sớm đã không còn là thanh niên nhà nông bị âm binh truy sát đoạt mạng mà chạy như điên. Cha ta giúp đỡ người, làm điều tốt, chưa từng làm chuyện ác. Tôi nói, những thứ này đều có ghi lại trên sổ sinh tử, tranh đấu giữa âm ti và ma đạo, không liên quan đến nhân quả luân hồi của lệnh tôn. Ngụy Trinh nói, ta tin tưởng ngươi, chẳng qua, vẫn xin các người đợi ta một chút, ta muốn kính một phần hiếu tâm của người làm con. Đây là chuyện thường tình của con người, hạ quan lại đợi thêm một chút là được. chương 704, Cung Tiến song thân 2. Sau khi nói chuyện xong với ngụy Trinh, tôi kéo tay Thủy Hỏa đi lên lầu. Phòng khách tầng 2, đèn đuốc sáng tỏ. Mẹ tôi ngồi trên sofa nhìn chúng tôi, quần áo chỉnh tề, hiển nhiên đã đợi tôi rất lâu. Không chỉ cha tôi cạn kiệt thọ nguyên mà mẹ tôi cũng đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, tóc bạc trắng đầu nếp nhăn hẳn sâu khiến lòng tôi đau nhói mẹ sao mẹ lại ở đây tôi bất ngờ hỏi có phải âm sai đến bên ngoài rồi không mẹ tôi hỏi sao mẹ biết được cha con nói mơ nói có người đến tìm ông ấy người đang ở ngoài cửa bị lan nhi chặn lại không dám vào mẹ nghĩ cũng đến lúc âm sai nên đến rồi sinh tử có số đồng niên trong thôn cũng đã đi kha khá rồi giọng mẹ tôi vô cùng bình tĩnh ừm là âm sai nếu đã đến rồi thì mời họ vào nhà đi. Mẹ biết con là ma đạo tổ sư, nếu con không cho phép, thì Diêm Vương ra cũng không dám đến câu hồn chúng ta, nhưng mẹ không muốn con làm khó họ. Đều do hài nhi bất hiếu, hốc mắt tôi ngập nước, nghẹn ngào nói không nên lời. Con bất hiếu chỗ nào, những năm nay thân thể cha mẹ khỏe mạnh, không bị bệnh tật, hưởng hết niềm vui gia đình, còn không phải nhờ vào đám tiên đan dược thảo mà con đem đến, trần đời này con là đứa bé hiếu thuận nhất. Đi đi, mời họ vào đây, mẹ có lời muốn nói với họ. Tôi ra cửa, ý bảo Ngụy Trinh vào, tôi nghĩ mẹ nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường sẽ hoảng sợ, không ngờ bà ấy lại biểu hiện bình tĩnh hơn tôi nghĩ nhiều. Xin chào lão phu nhân.